Em xin chào các chị yêu ha. Hôm nay em like xả quần ống rộng với chả quần quần tay quần ống rộng ha. Rồi mấy chị chia sẻ bài lên trang cá nhân hai lần và hai lần kinh khủng nhóm giúp em ha. Để hôm nay để sang quần tay giá rẻ với chị ha. Em chào các chị yêu ha. Rồi mấy chị chia sẻ bài cho em lên view để em đọc, em bán đầu like cho mấy chị một con siêu đẹp này với giá 35k thôi ha. Với một con siêu quần tay siêu đẹp này giá 35k thôi mấy chị ha. Rồi mấy chị chia sẻ bài lên trang cá nhân hai lần và hai lần trong hội nhóm giúp em ha. Rồi chị nào thấy em cho em xin một chấm ha. Chị nào thấy em cho em xin một chấm nè. Rồi mấy chị dạ. Rồi mấy chị vô đông đông em bắt đầu em like ha. Đầu like em xả cho mấy chị con cái quần này siêu đẹp này ha. Với giá 35k thôi mấy chị ha. Quần này cho dành cho chị nào eo eo 6875 quay đầu là vừa cho em nè. Eo 6875 quay đầu là vừa cho em nè ha. Với một con siêu đẹp này nha mấy chị ha. Một con siêu đẹp này nè. Rồi chị yêu nào thấy em cho em xin một chấm ha. Chị yêu nào thấy em cho em xin một chấm nè. Chị vô đông đông mới bắt đầu em like ha. Rồi đầu like em xả cho mấy chị con này với giá 35k ha. Rồi ai lại con này lên cho em mã A35 nha mấy chị ha. A35 cho em nè. E70 75 ăn được vừa cho em ha. E70 75 ăn vừa cho em là lên cho em mã A35 ha. A35 kèm số điện thoại cho em mấy chị ha. A35 kèm số điện thoại cho em nè. Cái này nó còn mới, cái quần này nó còn mới trên 90% cho em luôn mấy chị ha. Trên 90% cho em luôn nè. Rồi lên cho em mã A35 ha. Lên cho em mã A35. A35 kèm số điện thoại cho em ha. A35. Rồi chấm mai lên xem nào mà chị yêu ơi. Đúng rồi, em đứa sáng này thở không nổi luôn á. Quên đem đem cả áo trắng ra rồi đang ăn luôn. Mình nghĩ sao? Mình nghĩ sao? Sao con nghĩ? Rồi con này dành cho chị nào khoảng tầm từ 40 này, 40 tới 53 ký mặc vừa cho em ạ. Đầu la 35k tốt đi nào mọi người ạ. Mặc vậy cho nó mắc. Rồi 40 tới 50 ký mặc vừa cho em nào. 40 tới 50 ký mặc vừa nhá. 40 tới 50 ký mặc vừa 35k cho em và chốt cho em A18 này. A18 35k kèm mã kèm số cho em và chốt cho em A18 nhá cho. A18 35k. 35k. Chốt cho em mã A38 và kèm luôn số cho em và chốt cho em mã 18 này. 18 đồng. Đầu like 3 chị đầu like này, đầu like là 35k, nhanh tay chốt phần liền các chị ơi. Rồi con này lên xem A18, chốt xem A18 35.000 nhá. Rồi tiếp em đây cho mấy chị một con quần ống suông ha. Con này lưng cao cho em nha mấy chị, con này lưng cao cho em nè. Rồi em chào chị Loan Hương nè. Rồi con này quần ống cạo quần lưng cao cho em nha mấy chị, quần ống suông này ha. Bên này đi thôi. Rồi, con này E70 75 măng vừa cho em mấy chị ha. E70 75 măng vừa nè. Rồi đầu loa xả cho mấy chị với giá 35k lên cho em mã A420 cho em ha. A420 cho em nha chị. E70 75 măng vừa cho em nè. A420 kèm số điện thoại cho em ha. Thêm cái áo cổ cao rồi chứ trời. Rồi lên cho chị lưng chun này chị yêu ơi, E70 78 mắc vừa cho em nào. E70 78 mắc vừa lưng chun cho em nhá. Tức là chị nào tầm 50 tới 55 ký mắc vừa cho em nào. 50 tới 55 ký mắc vừa, E70 78 mắc vừa cho em nào. E70 78 mắc vừa, chị nào lấy comment A57 cho em nào. Lên cho em A57 nhá.
eo 70-78 mắc vừa, lên cho em A57 rất là đẹp luôn. Cho em mặc lưng là lưng kiểu là kiểu dạng là dạng lưng cho em nhá mọi người. Thì nào là comment chốt cho em A57 cho em nào, lên cho em A57 này. A57 kèm mã kèm số điện thoại cho em nha mọi người ha. Lên cho em A57. Dành cho eo của chị nào 70-78 mắc vừa, cho em mặc tức là chị nào tầm 50-55kg mắc vừa. A57 đồng giá 35k đầu like chưa? Lên cho em A57 này. A57 và kèm luôn số cho em nha mọi người ơi. Chốt cho em A57 kèm mã kèm số cho em nào. Rồi lên cho mấy chị một con bông màu nâu xinh đẹp này cho em mấy chị ha. Con này dành cho chị nào cao trên 1m6 ha. Con này dài cho em nha mấy chị. Quần ống thun cho em này ha. Rồi con này eo 6873 mang vừa cho em nha mấy chị. Eo 6873 mang vừa cho em này. Lên cho em mã nâu ha. Mã nâu cho em nha mấy chị. Đầu la xả cho em mấy chị với giá 35k ha. Lên cho em mã nâu. Nâu 35k ha. Nâu mình lên thả cho em ạ. Rồi cho mã lên cho em nào mấy chị. Quần dài hả? Mã dài hả? Chốt hàng lên sò cho em chị Tinh Tinh ơi. Quần dài là quần nào? Rồi cái này chỉ là tầm 50-55kg mặc vừa. Phần phía sau trên là lưng chun rất là dễ mặc luôn. Trên là form cực kỳ đẹp luôn. 50-55kg mặc vừa, form đẹp nha mọi người. 50-55kg mặc vừa. 50-55kg mặc vừa. Lên trên mà A13. 50-55kg mặc vừa. Lên trên mà A13 nè. 50-55kg mặc vừa. Lên trên mà A13. 50-55kg mặc vừa. Lên trên mà A13. A13 và kéo lên xuống trên. Một con
một con màu kem mấy chị ha. Con này lưng chung cho em nha mấy chị, con này lưng chung cho em nè ha. Rồi lưng cao, con này lưng qua, lưng cao qua rốn cho em mấy chị ha. Lưng cao qua rốn cho em luôn nè. Rồi eo, eo 6873 mang vừa cho em nha mấy chị. Eo 6873 mang vừa cho em nè. Rồi ok chị Huy Hùng nè. Rồi eo con này eo 6873 mang vừa cho em nè ha. 35k đầu like, 35k thôi mấy chị ha. Rồi ai lấy con này lên cho em mã kem ha. Lên cho em mã kem nha mấy chị. Mã kem 35k nè. Kem 35k cho em ha. Trắng ngọc bích đổ, trắng với ngọc bích đổ. Rồi ai lấy con này lên cho em mã kem ha. Kem 35k cho em nha mấy chị. Đầu like chỉ có giá 35k thôi. Giữa like không có cái giá này nên mấy chị ráng săn ha. Rồi ai lấy con này lên cho em mã kem ha. Eo 6873 mang vừa cho em là lên cho em mã kem nè. Mấy chị chấm bài cho em mấy chị ơi. Rồi lên cho chị một con còn nguyên tang mạc luôn cho em nè. Mọi người chốt đủ đơn luôn cho em nhá. Rồi em chào chị như chưa từng quen này. Kem hả? Kem dồn đơn. Kem dồn đơn cho bích đổ. Kem dồn đơn ngọc bích đổ nè. Rồi lên cho chị một con quần leggy cho em nè. Rồi con này còn nguyên tang mạc luôn cho em. Dành cho chị nào cỡ tầm từ 48 này. 48 từ 53kg mắc vừa. Rồi chị nào lấy của mình chốt cho em mã còn tem. 48 từ 53kg mắc vừa. Lên cho em mã còn tem. Lên cho em mã còn tem và kèm luôn số cho em mã chốt cho em mã còn tem này. Rồi lên cho mấy chị một con xanh dạng mắt ghê cho em nè mấy chị ha. Một con xanh dạng mắt ghê cho em nha mấy chị. Con này siêu đẹp cho em luôn nè. Eo 6570 mang vừa cho em nha mấy chị. Eo 6570 mang vừa cho em nè. Rồi 35k thôi mấy chị ha. Đầu like xả cho mấy chị giá 35k thôi nè. Rồi lên cho em mã xanh nha mấy chị ha. Mã xanh cho em nè. Dạng này dạng vừa mắt ghê cho em ha. Lên cho em mã xanh. Xanh 35k ha. Eo 6570 mang vừa xanh lên số điện thoại cho em ha. Rồi chào mai lên cho em. Rồi lên cho chị một con nu này. Eo 70-75 mặc vừa cho em nè. Eo 70-75 mặc vừa nhá. Eo 70-75 mặc vừa A211 cho em nè. Eo 70-75 mặc vừa lên cho em A211 nhá. Eo 70-75 mặc vừa A211 cho em nè. Chốt cho em A211. A211 kèm mã kèm số cho em nè. Eo 70-75 mặc vừa lên cho em A211. A211 và kèm luôn số cho em nè. Chốt cho em A211 nhá. Rồi lên cho mấy chị một con cây con cho em nè mấy chị. Rồi con này eo 70-75 mang vừa cho em mấy chị ha. Eo 70-75 mang vừa cho em là dạng quần ống thun cho em mấy chị ha. Quần lưng cao cho em là dạng ống thun cho em nè ha. Rồi con này con cái quần này dành cho chị nào cao cho em 1m6 cho em ha. Cao cho em 1m6 cho em nè. Rồi ai lấy con này lên cho em mà A109 ha. A109 cho em nha mấy chị. Eo 70-75 mang vừa cho em nè. Lên cho em mà A109 ha. A109 35k cho em ha. A109 35k kèm số điện thoại cho em ha. Rồi. Ủa sáng sao con Dương nó rồi lên cho chị con này size nhỏ mặc vừa cho em nè. Con này size nhỏ mặc vừa nhá. Rồi con này dành cho chị nào có tầm 40-48kg mặc vừa size nhỏ cho em nhá. Rồi 40-48kg mặc vừa. Rồi 40-48kg mặc vừa lên cho em A89 cho em nè. 40-48kg mặc vừa. 40-48kg mặc vừa size nhỏ cho chị em A89 cho em. Lên cho em A89 40-48kg mặc vừa nhá. Lên cho em A89 cho em nhá. Rồi lên trên mã A89 cho em ạ. 40-48kg mắc vừa. Rồi 40-48kg mắc vừa. Lên trên mã A89 cho em ạ. Cho trên mã A89 kèm mã kèm số cho em nhá. Lên trên mã A89. Rồi lên cho mấy chị một con trắng đẹp cho em nè mấy chị ha. Con này eo 6873 mang vừa cho em nha mấy chị. Eo 6873 mang vừa cho em nè. Rồi con này siêu đẹp cho em luôn mấy chị ha. Con này siêu đẹp siêu mới cho em luôn nè. Rồi ai lấy con này lên cho em mã mới mấy chị ha. Mã mới 35k cho em thôi nè. Mã mới 35k cho em nha mấy chị ha. Mã mới 35k cho em là siêu đẹp cho em luôn ha. Eo 6873 mang vừa cho em ha. Eo 6873 mang vừa cho em mà lên cho em mã trắng ha. Mã đẹp mã mới chứ. Mã mới 35k. Rồi chấm mai lên cho em nào. Rồi con này size nhỏ. Size nhỏ mặc vừa. Rồi con này chị nào tầm 45-52kg mặc vừa cho em nào. 45-52kg. Rồi con này chị nào có tầm 40 này. 45-52kg mặc vừa cho em ạ. 45-52kg mặc vừa nhá. 45-52kg mang vừa. A116 cho em nào. Lên cho em A116 kèm luôn số cho em ạ. Chốt cho em A116 nhá. 45-52kg mắc vừa. Lên cho em A116 cho em nào. A116 kèm mã kèm số cho em nào. Chốt cho em A116 nhá. Mã mời Thúy Vi chốt hàng kèm số cho em ạ. Không, Thúy Vi biết cũ. Không, cái này là bên máy. Rồi lên cho mấy chị một con đen đẹp cho em nha mấy chị ha. Một con đen dạng quần ống thun cho em nè mấy chị. Rồi con này eo 6570 mang vừa cho em ha. Eo 6570 mang vừa cho em nè mấy chị. Rồi ai lấy con này lên cho em mã A110 cho em mấy chị ha. Lên cho em mã A110 nè. Lên cho em mã A110 35k nha mấy chị. A110
này eo 70-75 mặc vừa, một con quần lưng cao ba đẹp cho em ạ. Eo 70-75 mặc vừa, chốt cho em A94. Eo 70-75 mặc vừa, lên cho em A94 cho em nha. Eo 70-75 mặc vừa, lên cho em A94, chốt cho em A94 nè. A94 kèm mã kèm số cho em các cháu. Lên cho em A94, eo 70-75 mặc vừa, A94 cho em nha. Chốt cho em A94 kèm mã kèm số cho em nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con ha. Một con màu xám cho em nè mấy chị. Chị một con màu trà này. Giờ có đông người coi chị cũng chả hàng được.
này Loan Hùng này chốt hàng lên số cho em nè. A43 Loan Hùng chốt hàng lên số cho em nhá. Loan Hương chốt hàng lên số cho em nè. 50 tới 55 ký mắc vừa cho em nè. 50 tới 55 ký mắc vừa nha mọi người ơi. 50 tới 55 ký mắc vừa. 50 tới 55 ký mắc vừa lên cho em A230. 50 tới 55 ký mắc vừa cho em nè. Đây. Trời ơi siêu chân siêu dài luôn cho em nè. Chị nào bảo tầm 50 tới 55 ký mắc vừa cho em nè. 50 tới 55 ký mắc vừa A230. 50 tới 55 ký mắc vừa A230 kèm mua số cho em nha các chị ơi. A230 này 50 55 ký mắc vừa lên cho em A230. A230 và kèm luôn số cho em à. 50 tới 55 ký mắc vừa A230 kèm mã kèm số cho em nha các chị ơi. A230. Rồi, con này là eo 73 tới 80, eo 80 bắt đầu là vừa cho em các chị ơi. 7 eo 73 80 là vừa cho em nè. Eo 70 eo 73 tới 80 bắt đầu là vừa cho em bây giờ. À, lấy con này lên cho em mã. 230 này, 230 này, 230 Loan Hương luôn nha. 230 chị Loan Hương luôn này. Rồi A lấy con này lên cho em mà A45 mấy giờ ha? A45 cho em này dạng quần ống suông cho em này ha. Rồi 35k nha mấy giờ ha? 35k này, eo 73 80 quay đầu là vừa cho em ha. Eo 73 80 quay đầu là vừa. Lên cho em mà A45 ha. A45 35k cho em nha mấy chị. A45 cho em này. Rồi con này chị nào tầm 45 này, 45 tới 52 ký mắc vừa A17 cho em này. 45 tới 52 ký mắc vừa cho em này. 45 tới 52 ký mắc vừa. Chị nào lấy comment chốt cho em A17 cho em. 45 tới 52 ký mắc vừa lên cho em A17 nha. Rồi 45 tới 52 ký mắc vừa lên cho em A17 cho em con này nha. Lên cho em A17 45 tới 52 ký mắc vừa. A17 kèm mã kèm số cho em nha mọi người. Lên cho em A17 cho em nè. Rồi lên cho em A17 cái chơi. A17 kèm mã kèm số nè. Rồi lên cho mấy chị một con sọc cho em nè mấy chị ha, một con sọc cho em nè. Rồi con này E6570 mang vừa cho em nha mấy chị, E6570 mang vừa cho em nè ha. Rồi lên cho em mã sọc nha mấy chị, mã sọc 35k cho em nè ha. Mã sọc 35k lên cho em mã sọc 35k cho em mấy chị ha. E6570 mang vừa cho em, E6570 mang vừa ha, lên cho em mã sọc, sọc ha. Rồi lên cho chị đây, một con ống rộng cho em nè. Một con ống rộng chân siêu dài luôn cho em nha các chị ơi. Cái này dành cho chị nào cỡ tầm từ 45 tới 53 ký mắc vừa cho em ạ, ống rộng nhá. 45 tới 53 ký mắc vừa chân siêu cao luôn các chị ơi. 45 tới 53 ký mắc vừa. 45 tới 53 ký mắc vừa lên cho em ạ, lưng cao. Rồi 45 tới 53 ký mắc vừa lên cho em ạ, lưng cao. 45 tới 53 ký mắc vừa, lưng là lưng chung, phần phía trước cho em là lưng bản như này. Nhưng mà phần ngay phần hai bên đây nhá. Hai bên này là lưng cao à, là chun trên mạng, lên trên mạng lưng cao, lên trên mạng lưng cao, lưng cao kèm mã kèm số trên và chốt trên mạng lưng cao. Rồi lên cho mấy chị 1018 cho em bây giờ, 1018 cho em nha mấy chị. Rồi con này E6873 mang vừa cho em bây giờ, E6873 mang vừa cho em nè. Rồi ai lấy con này lên trên mạng A109 cho em nha mấy chị, lên trên mạng A109 ha. Lên cho em mã A109 nè, A6873 mang vừa cho em, lên cho em mã A109, A109 35k hả? Lưng cao chị Loan Hương rồi này, lưng cao chị Loan Hương rồi nhé. Lưng cao chị Loan Hương rồi rồi, rồi con này size nhỏ mặc vừa. Dành cho chị nào cỡ tầm từ 40 tới 48, 40 tới 48 ký mặc vừa cho em nào. Rồi 40 tới 48 ký mặc vừa ha. Rồi 40 tới 48 ký mặc vừa cho em nào, 40 tới 48 ký mặc vừa một con kem này. 40-48 ký mắc vừa lên trên mạng A93. 40-48 ký mắc vừa lưng cao hết rồi. 40-48 ký mắc vừa, 40-48 ký mắc vừa, 40-48 ký mắc vừa, quen đâm dây rồi. Có dây trong túi gì à. 40-48 ký mắc vừa, 40-48 ký mắc vừa lên trên mạng A93. Chốt trên mạng A93, quên đem cái đầu nối A93, chốt trên mạng A93. A93 lên trên mạng A93, chốt trên mạng A93, có dây thôi, không có đầu. A93 kèm mã kèm số cho em, chốt cho em A93. A93 kèm mã kèm số cho em nhá. Rồi lên cho chị một con màu xám lông chuột cho em nè. Lưng cao em hết rồi nha. Lên cho chị một con xám lông chuột nè. Lên trên mã xám các chị ơi, lên trên mã xám cho em nè. Chốt cho em mã xám. Cái này chị nào tầm 45 tới 52 ký mắc vừa cho em nè. 45 tới 52 ký mắc vừa. 45 tới 52 ký mắc vừa. 45 tới 52 ký mắc vừa lên trên mã xám. Cái này cho em ạ. 45 tới 52 ký mắc vừa. 45 tới 52 ký mắc vừa. Lên trên mã xám cái chớ, lên trên mã xám kèm luôn số cho em. 45 tới 52 ký mắc vừa. Xám kèm mã kèm số nè. Rồi lên cho mấy chị một con này. Con này dành cho chị là 50 55 ký bắt đầu là vừa cho em bây giờ. 50 55 ký bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Rồi lên cho em mã. Lên cho em
em mã A416 cho em nha chị ha. Lên cho em mã A416 cho em nè. 50-55 kg bắt đầu là vừa cho em nè mấy chị ha. 55-50 kg bắt đầu là vừa. Lên cho em mã A416 cho em. A416-35 kg mấy chị ha. A416 cho em số điện thoại cho em nè ha. A416. Rồi lên cho chị một con ống này. Một con ống đứng nha mọi người. Lên cho chị một con ống đứng này. Con này xem cho chị nào cỡ tầm 48-53 kg mắc vừa. 48-53 kg mắc vừa. Ống đứng cho em nè. 48-53 kg mắc vừa. Rồi A416 dồn Loan Hương. Rồi có này là ống đứng cho em ạ. Chị nào lấy con mình khác cho em A117. Lên cho em A117 đây. 48-53 kg mắc vừa. A117 cho em ạ. 48-53 kg mắc vừa. Lên cho em A117 cho em nè. Chốt cho em A117 nhá. 117. Chị ba nội xu ơi, bà 416 cho em hết rồi, không có 406 nha. Rồi ai lấy con này lên cho em mã A525 ha. A525 thì số điện thoại cho em mấy chị ha. 35K cho em là 68. E6873 mang vừa cho em lên cho em mã A525. Rồi không có 406 đâu chị ơi. Mã kia mà có người chốt mất rồi nha. Rồi lên cho chị một con lưng cao nữa này. Lên cho chị một con lưng cao. E chị nào 70-78 mắc vừa cho em nào. E70-78 mắc vừa. Rồi E70-78 mắc vừa. A43 E70-78 mắc vừa, chốt cho em A43. E70-78 mắc vừa, lên cho em A43 này. E70-78 mắc vừa, chị nào lấy comment chốt cho em A43. E70-78 mắc vừa, lên cho em A43. Chốt cho em A43 này. A43. Rồi lên cho mấy chị một con này size nhỏ cho em mấy chị ha. Con này size nhỏ cho em nè mấy chị. Con này dạng quần ôm cho em nè. Rồi ai lấy con này lên cho em mã A420 cho em ha. A420 nè. 45-50 kg bắt đầu là vừa cho em nha chị. 45-50 kg bắt đầu là vừa cho em nè ha. Rồi con này là vải co giãn cho em nha chị ha. Con này vải co giãn cho em nè ha, vải thun cho em nè. Rồi ai lấy con này lên cho em mã A420 ha. A420 cho em nha mấy chị. A420 35k ha. Kẹp số điện thoại cho em lên A420. Rồi em lên một con trắng cho chị nè. Em lên cho chị một con trắng nhé, size to mặc vừa cho em nè. Con này size to mặc vừa nha. Chị nào 50-55 kg mặc vừa cho em nè. 50-55 kg mặc vừa. Rồi 50-55 kg mặc vừa cho em nè. 50-55 kg mặc vừa size to. 50-55 kg mặc vừa A241. 50-55 kg mặc vừa A211 cho em nè. 50-55 kg mặc vừa A211. A43 chị Nguyễn Hồng chốt thủ đơn cho em luôn nè. Rồi con này A211, 50-55 kg mắc vừa A211. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con trắng này mấy chị ho. Lên tiếp cho mấy chị một con trắng nha mấy chị. Cái hàng trắng này là siêu mới cho em luôn nha mấy chị ho. Con này là cái hàng trắng bên em là rất là mới luôn ấy. Gần như 100% cho em luôn nè. Rồi ai lấy con này lên cho em mã A45 nha mấy chị ha. A45 cho em nè. E65 70 mang vừa cho em nha chị. E65 70 mang vừa cho em nè. Rồi ai lấy con này lên cho em mã A45 ha. A45 35k cho em nha chị. Lên cho em mã A45 ha. A45 35k cho em nè ha. A45 cho em. Rồi cái gì đó. A43 chị Nguyễn Hồng với chốt thủ đơn cho em nè. Nguyễn Hồng chốt thủ đơn luôn nha. Rồi em lên cho chị một con xà Mickey này các chị này. Lên cho chị một con xà Mickey nha. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm 50-55 kg mắc vừa xem nào. 50-55 kg mắc vừa nha mọi người. 50-55 kg mắc vừa. Lên cho em mã A15. 50-55 kg mắc vừa lên cho em mã A15. 50-55 kg mắc vừa cho em nào. 50-55 kg mắc vừa lên cho em mã A15. Chốt cho em A15 kèm mã kèm số cho em ạ. Rồi lên cho em A15, 50-55 kg mắc vừa. 50-55 kg mắc vừa. 50-55 kg mắc vừa. Lên cho em A15. 50-55 kg mắc vừa lên cho em A15. Chốt cho em A15.
A15. A15 kèm mã kèm số cho em nào. Chốt cho em A15. 50 tới 55 ký mắc vừa, lên cho em A15. Phần này có hai cái dây túi, hai cái túi dây kéo cho em bây giờ. Rồi E6873 mang vừa cho em.
ghi mới giờ. Lên cho em mã bắt ghi kèm số điện thoại cho em ha, 35k. Lên cho em mã bắt ghi. Ốm rồi chị Thúy Vy ơi. Rồi lên cho chị này. Rồi đây rất là đẹp luôn cho em nè. Size to này, con này size to. Em chị nào 70-78 mắc vừa cho em nè. Em 70-78 mắc vừa. Quần ống đứng cho em nha mọi người. Em 70-78 mắc vừa cho em nè. Em 70-78 mắc vừa, lên cho em A65. Em 70-78 mắc vừa, lên cho em A65. Becky cho chị Thúy Phương. Rồi con này lên cho em A65. Chốt cho em A65, chốt đủ đơn luôn nha mọi người. A65 cho em nè. Lên trên mã A65. Con này em chỉ là 70-78 mắc vừa. Lên trên mã A65, bao đẹp luôn cho em nha mọi người. Lên trên mã A65. Em 70-78 mắc vừa, A65. Lấy hả? Lấy cái gì? Rồi lên cho mấy chị một con xám nè mấy chị. Con này dạng ống lai cho em mấy chị. Con này dạng ống lai cho em nè mấy chị. Em 65-70 mang. Em 65-70 mang vừa cho em mấy chị. Em 65-70 mang vừa cho em nè. Con này dạng ống lai cho em mấy chị. Dạng ống lai cho em nè. Lên cho em mã lai A65 Thùy Phương. Lên cho em mã lai nha mấy chị. Mã lai 35k cho em nè ha. Em 65-70 mang vừa, lên cho em mã lai ha. Lai 35k cho em nè. Lên cho chị con này quần thun cho em nè. À xa chưa có lai chị nè. Lên cho chị quần thun nha. Rồi lên cho chị quần thun đẹp nè. Con này chị là tầm 45-52kg mắc vừa chưa nè. Rồi 45-52kg mắc vừa. A65 em thấy rồi. Rồi con này chị là tầm 45-52kg mắc vừa. 45-52kg mắc vừa, lên trên mã A58. 45-52kg mắc vừa, lên trên mã A58. 45-52kg mắc vừa, chốt trên mã A58. Lên trên mã A58. Rồi lên cho mấy chị một con size to cho em mấy chị ha. Một con size to cho em nè mấy chị. Con này eo 80-85 mang vừa cho em nha mấy chị. Eo 80-85 mang vừa cho em à. Lên cho em mã to mấy chị ha. Lên cho em mã to nè. Eo 80-85 mang vừa cho em ha. Lên cho em mã to nha mấy chị. Mã to 35k cho em ha. Mã to 35k cho em nè. Lên cho em mã to ha. To kèm số điện thoại cho em mấy chị ha. To kèm số điện thoại. Em còn mã to chị nào lấy comment chốt cho em mã to. Rồi lên cho chị một con quần ống đứng này. Lên cho chị một con quần ống đứng xanh đen cho em nè. Quần ống đứng xanh đen. Eo chị nào 70-78 mắc vừa cho em nè. Eo 70-78 mắc vừa. Eo 70-78 mắc vừa cho em nè. Eo 70-78 mắc vừa ha. Eo 70-78 mắc vừa, lên cho em A38. Eo 70-78 mắc vừa, lên cho em A38. Rồi eo 70-78 mắc vừa, lên cho em A38. Chốt cho em A38 đi. Lên cho em A38, chốt cho em A38 đấy. A38 và kèm luôn số cho em là chốt cho em A38. A38, eo 70-78 mắc vừa, lên trên A38 đấy. Chẳng ra gì thì ra chỗ khác cho coi. Ai muốn chị coi đâu chị miễn tươi. Rồi con này lên trên A38, chốt trên A38. Chẳng ra gì mà người ta kiếm được tiền. Chị ngồi đó, chị ngồi nhà cà bàn phím, chị kiếm ra tiền không? Rảnh lộ. Lên cho mấy chị một con size nhỏ cho em nha. Mấy chị một con size nhỏ cho em nha. Rồi 45-50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 45-50kg bắt đầu là vừa cho em nè ha. Lên cho em mã A14 ha. Lên cho em mã A14 nha mấy chị. Lên cho em mã A14 là 35k ha. A14 35k cho em nha mấy chị. 45-50kg bắt đầu là vừa ha. 45-50kg bắt đầu là vừa, lên cho em mã A14 ha. Rồi lên cho chị một con lưng cao này các chị này. Một con lưng cao đẹp nhau rồi nha. Một con quần lưng cao này nè. Rồi, dành cho chị nào, rất là đẹp luôn con này chuyên nè. Cái này không cỡ, A14 kìa, A14 và A14 đây nha. A14 chị Thúy Vy nè, A14 chị Thúy Vy nè. Cái này chắc chị vừa này, chị Thúy Vy ơi, tầm 45 nè. Chị nào có tầm 45-52kg mắc vừa trên nè. Đây, kiểu dạng 40kg trên nè. 45-52kg mắc vừa A13, 45-52kg mắc vừa chốt trên A13. 45-52kg mắc vừa lên trên A13. Eo chị nào 65-72 mặc vừa cho em này. Eo 65-72 mặc vừa. Eo 65-72 mặc vừa. Eo 65-72 mặc vừa chốt cho em A13. Eo 65-72 mặc vừa. Eo 65-72 mặc vừa lên cho em A13. Chốt cho em A13. Eo 65-72 mặc vừa lên cho em A13. A13 chị Thúy Vy này. A13 chị Thúy Vy này. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con quần màu kem cho em mấy chị hả? Một con quần màu kem cho em nha mấy chị. Rồi con này dạng ống lai cho em mấy chị hả? Dạng ống lai cho em nè. Rồi con này size nhỏ cho em ha. Rồi con này E6368 mang vừa cho em nha mấy chị. E6368 mang vừa cho em nè ha. Rồi ai lấy con này lên cho em ạ. A108
tàn nhé mọi người, chỉ là lấy comment cho chị Na một tâm tàn đấy. Rồi tiếp tục lên cho chị một con lưng cực kỳ cao cho em ạ. Có ai điện trừ là hàng đã đi rồi chị ơi, hàng không có giữ lâu nha. E7078 mắc vừa cho em ạ, 108 TV. E7078 mắc vừa cho em ạ, E7078 mắc vừa. E7078 mắc vừa A117, chốt cho em A117. E7078 mắc vừa. E7078 mắc vừa lên cho em A117 cho em nè. E7078 mắc vừa. E7078 mắc vừa A117 cho em nè. E7078 mắc vừa. A117 kèm hôn số cho em nha các cháu. E7078 mắc vừa. E7078 mắc vừa A117 cho em, chốt cho em A117 nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con size to cho em nè mấy chị, một con size to cho em nha mấy chị. E80-85 mang vừa cho em nè ha. E80-85 mang vừa cho em nè mấy chị. Lên cho em mã rêu ha, mã rêu cho em nha mấy chị. Con này màu xanh rêu cho em ha. Lên cho em mã rêu ha, E80-85 mang vừa cho em nè. Lên cho em mã rêu. Rêu 35k mấy chị ha, rêu 35k cho em ha. Lên cho em mã rêu. Rêu 35k, E80-85 mang vừa. Rồi Nguyễn Hồng hả, ba địa chỉ ơi, địa là hàng đã đi rồi chị ơi. Rồi lên cho chị đây, một con còn nguyên tang mạc luôn cho em, mà size to mặc vừa, còn nguyên tang mạc luôn thêm nha mấy chị ơi. Rồi con này còn nguyên tang mạc luôn này, 50-58kg mắc vừa lên trên mã con tem 117 Nguyễn Hồng. 50-58kg mắc vừa lên trên mã con tem. 50-58kg mắc vừa lên trên mã con tem. 50-58kg mắc vừa. Đây có túi trước luôn cho em ạ. 50-58kg mắc vừa, 50-58kg mắc vừa. 50-58kg mắc vừa lên trên mã con tem. 50-58kg mắc vừa lên trên mã con tem. 50-58kg nó mắc vừa lên trên mã con tem, chốt trên mã con tem nè. Rồi lên cho chị một con size nhỏ cho em mấy chị ha. Con này màu đẹp cho em nè mấy chị. Con này màu đẹp cho em ha, lên cho em mã rin mấy chị ha. Lên cho em mã rin cho em nè mấy chị. Mã rin cho em nè ha. Con này 43-48 chứ bắt đầu là vừa cho em mấy chị ha. 43-48 chứ bắt đầu là vừa cho em nè. Lên cho em mã rin mấy chị ha. Lên cho em mã rin nè. 43-48 chứ bắt đầu là vừa, lên cho em mã rin. Rin 35k cho em ha. Rin 35k cho em nè. Rồi đây xuất sắc luôn cho em nè. Con này size nhỏ đây chị Thúy Vi ơi, quần kiểu dạng ống rộng cho em nè. Chị nào mà cao cao một chút xíu mặc ba đẹp luôn cho em, hoặc là chị nào mang một đôi guốc cho em nha. Rồi con này size nhỏ mặc vừa tầm 40-48kg mặc đẹp cho em nha mọi người. 40-48kg mặc vừa nha. Rồi 40-48kg mặc vừa cho em nè. 40-48kg mặc vừa, chị nào lấy comment chốt cho em ảnh lưng cao. 40-48kg mặc vừa lên cho em ảnh lưng cao. Rồi 40-48kg mặc vừa lên cho em ảnh lưng cao, kèm mã kèm số cho em nha. Rồi 40-48kg mắc vừa lên trên mã lưng cao này, cho chị em mã lưng cao, lưng cao kèm mã kèm số cho em ha. Rồi 40-48kg mắc vừa lên trên mã lưng cao, lưng cao kèm mã kèm số cho em. Rồi em lên tiếp cho mấy chị một con cắn size to cho em nè mấy chị. Lưng cao Thúy Vi nè, đẹp lắm không chị Thúy Vi ơi. Bữa sao chị Thúy Vi không chốt quần loe, quần loe bữa về nhiều nè, size của chị Thúy Vi nhiều á. Rồi lên cho mấy chị một con cắn mấy chị ha, một con cắn này size to cho em nha mấy chị. Phía sau của phía hai bên của nó có là bản chun cho em mấy chị ha, hai bên của nó là bản chun cho em nè. Rồi 50-55kg bắt đầu là vừa cho em ha. 50-55kg bắt đầu là vừa cho em. Lên cho em mã trắng mấy chị ha, lên cho em mã trắng này. 50-55kg bắt đầu là vừa lên cho em mã trắng ha. Trắng 35k lên cho em mã trắng. Trắng 35k mình có điện thoại cho em nè ha. Lưng cao hết rồi nha, sống để yêu sau rồi. Lưng cao của chị Thúy Vi rồi. Rồi con này cũng lưng cao luôn cho em nha mọi người. Eo chị nào 65-72 mặc vừa cho em ạ. Eo 65-72 mặc vừa. Eo 65-72 mặc vừa tức là size M nhá. Dành cho chị nào mặc size M. 45-53kg mặc vừa cho em ạ. 45-53kg mặc vừa size M nhá. Eo 65 này, eo 65-72 mặc vừa cho em ạ. Eo 65-72 mặc vừa, một con nó nu siêu đẹp luôn cho em ạ. Chị nào lấy comment chốt cho em A526 nè. Lên cho em A526 kèm mã kèm số cho em ạ. Chốt cho em A526 nha các cháu. Lên cho em A526 này. A526 kèm mã kèm số cho em nha mọi người. Chốt cho em A526 nhá. A526 kèm luôn số cho em ạ. Từ 45-52kg mắc vừa, tức là eo chị nào 65-72 mắc vừa cho em ạ. Chị nào lấy comment A526 cho em nè. Rồi lên cho mấy chị một con size to nữa nè mấy chị ha. Con này eo 80-85 mắc vừa cho em nha mấy chị. Eo 80-85 mắc vừa cho em nè ha. Con này size to cho em nè. Phía sau là lưng chun cho em mấy chị ha. Phía sau là lưng chun cho em nè. Rồi ai lấy con này lên cho em mã to ha. Lên cho em mã to nha mấy chị ha. Mã to cho em là eo 80-85 mang người cho em, lên cho em mã to ha. To 35k ha. To 35k nè. Chỉ có 35k nhanh tay chốt vào liền cái trời. Rồi. Rồi
Rồi lên cho chị một con đẹp nha mọi người, lên cho chị một con đẹp này. Eo của chị nào cỡ tầm 70 75 mặc vừa cho em nào. Eo 70 75 mặc vừa, eo 70 75 mặc vừa cho em nhá. Eo 70 75 mặc vừa. À vậy hả? Bên em đang điện chị Kim Cúc ơi, bên em đang điện nhá. Eo 70 75 mặc vừa. Nhưng là bà Tâm điện, bà Tâm không có rồi. Kim quá mà hết rồi, vãi cho lấy đâu của em rồi. Kim Cúc là cả đất quần, cả đất áo khung. Ừ. Ừ. Dùng chưng chưa? Dùng chưng chưa? Bà Tâm thì con mẹ con bảo. Nhưng mà bà Tâm dồn chung chưa? Bà là kêu là không có rồi. Có ai báo đơn như chị như nào thì em sợ lại quần đó. À toàn cái em thích. Không có lạc đâu chị Kim Cúc có sao lạc. Mà có báo đơn quần không? Có báo đơn quần của chị không? Hôm qua chị được cái quần mà, chị được 5 hay 6 cái gì đó. Rồi A150 này, eo 70 75 mặc vừa lên cho em A150. Eo 70 75 mặc vừa lên cho em A150. Eo 70 75 mặc vừa lên cho em A150. 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 Kem ha, mã kem cho em mấy chị ha, mã kem cho em nè. Eo 75 80 mang vừa cho em nè. Eo 75 80 mang vừa cho em ha, lên cho mã kem nha mấy chị. Mã kem 35k ha, kem 35k cho em nha mấy chị ha. Rồi chấm mã lên cho em nào mấy chị ơi. Rồi con này eo 3 mặc vừa, eo 80, eo 75 80 mặc vừa cho em nào. Eo 75 80 mặc vừa ống rộng cho em nào. Eo 75 80 mặc vừa. Eo 75 80 mặc vừa. Eo 75 80 mặc vừa, một con lưng cao nữa nhá. Eo 75 80 mặc vừa lên cho mặt lưng cao. Eo 75 80 mặc vừa lên cho mặt lưng cao. Rồi, eo 75 80 mặc vừa lên cho mặt lưng cao, chốt cho mặt lưng cao. Nhưng mà đơn chị không có lạc đâu, trẻ ơi. Chị chốt đơn vào không thấy đơn ống rộng của em, chỉ có áo thun với áo ngực thôi. Vậy là chắc chị kia không kiếm kỹ rồi. Vậy là đơn nếu mà không thì nếu mà đơn kia mà đi trước thì cái đơn quần của chị đi sau nhá, trẻ ơi. Vậy là chị kia không kiếm kỹ rồi ạ. Rồi lên cho mấy chị một con trắng size to cho em. Không có lạc được đâu nha chị Kim Cúc ơi. Không thì đợt quần đi sau cũng được nha. Eo 75 80 mang vừa cho em nha chị. Eo 75 80 mang vừa cho em nè ha. Rồi ai lấy con này lên cho em mà A112 ha. Lên cho em mà A112 cho em nha mấy chị. A112 35k cho em nè ha. Eo 75 80 mang vừa ha. Lên cho em mà A112 A112 35k cho em nè ha. A112 35k. Rồi em lên cho chị đây một con xinh đen cho em nè. Dạ rồi ok chị nè. Rồi lên cho chị một con xanh đen này. Rồi lên cho chị một con xanh đen đẹp nha. Rồi con này form kiểu form Becky cho em nha mọi người. Form Becky nha. Eo chị nào 65-72 mặc vừa cho em nào. Eo 65-72 mặc vừa một con xanh đen đẹp. Eo 65-72 mặc vừa lên cho em A08. Eo 65-72 mặc vừa lên cho em A08. Eo 65-72 mặc vừa. Eo 65-72 mặc vừa lên cho em A08 này. Chốt cho em A08 nha. Eo 65-72 mặc vừa. Eo 65-72 mặc vừa lên trên mã A08 này. Chốt trên mã A08 nhé. Eo 65-72 mặc vừa lên trên mã A08. Chốt trên mã A08 kèm số trên nào. Lên trên mã A08. Chốt trên mã A08 nhé các chơi. A08 kèm mã kèm số nào. Rồi lên cho mấy chị một con đó. Một con xám bây giờ, một con màu muối tiêu cho em nè mấy chị. Con này em 65-70 mang vừa cho em nè hả. Em 65-70 mang vừa cho em nha mấy chị. Dạ ấm suông cho em ha. Ai lấy con này lên cho em mà A22 nha. Lên cho em mà A22 nha mấy chị. Lên cho em mà A22 nè. Rồi em 65-70 mang vừa cho em ha. Em 65-70 mang vừa lên cho em mà A22. A08 chị Kỳ Duy. A22-35k ha. A08 chị Kỳ Duy. Rồi em ơi chị này, con đẹp nha mọi người. Rồi con này 45-48kg mặc vừa cho em nha mọi người. 45-48kg mặc vừa cho em ạ. Rồi 45-48kg mặc vừa nha các chị ơi. 45-48kg mặc vừa cho em nào. 45-48kg mặc vừa. Chị nào lấy con màn A03. 45-48kg mặc vừa lên cho em A03. 45-48kg mặc vừa cho em A03 này. 45-48kg mặc vừa.
45 48 ký bắt buộc, lên trên mạng A03, chốt trên mạng A03. Rồi 45 48 ký bắt buộc, lên trên mạng A03, chốt trên mạng A03 này. Em 45 thì chị nào gọi thật 45 48 ký bắt buộc, lên trên mạng A03. Chốt trên mạng A03, lên trên mạng A03 kèm mã kèm số trên mạng. A03 chị Thúy Vi dồn đơn này. A03 chị Thúy Vi dồn đơn nha. Rồi đây cho chị đây một con đẹp nữa này. Rồi A03 Thúy Vi. Rồi con này sẽ cho chị mặc E7580. E7580 mặc vừa, tức là chị nào cỡ tầm từ 55 tới 60 ký mặc vừa cho em nào. E7580 mặc vừa cho em nha mọi người. E7580 mặc vừa. E7580 mặc vừa A03 em thấy rồi. E7580 mang vừa cho em nào. E7580 mặc vừa A83. Cho trên mạng A83. E7580 mặc vừa lên trên mạng A83. E7580 là mặc vừa cho em nào. Rồi E7580 mặc vừa lên trên mạng A83, chốt trên mạng A83. A83 kèm mã kèm số cho em nào, chốt trên mạng A83 nhé. Rồi đây tôi biết cho mấy chị một con một kem cho em nhé, một con một kem cho em nhé. Rồi con này size to cho em này ha. Con này size to cho em nha mấy chị. E70 75 anh vừa cho em này ha. E70 75 anh vừa cho em này. Rồi ai lấy con này lấy cho em mã A240 cho em nha mấy chị ha. A240 cho em này ha. A240 cho em nha mấy chị. A240 cho em là 35k, lên cho em mã A240 35k ha. E70 75 anh vừa cho em, lên cho em mã A240. Rồi A240 cho em nha mấy chị. A240 kèm số điện thoại cho em ha. 35k thôi. Chấm bài cho em với mấy chị ơi. Cái chai nước nhỏ phải không? Thì cái chai nhỏ nhỏ gì nữa? Chai lùn như vậy gì nữa? Rồi tiếp lên cho mấy chị một con màu nâu cho em nha mấy chị. Con này size to cho em nè mấy chị. Size to cho em nè hả? Con này L80-85 anh vừa cho em nha mấy chị. L80-85 anh vừa cho em nè, lên cho em mặt nâu ha. Nâu cho em nha mấy chị, nâu 35k cho em nè ha. Nâu 35k cho em nè, lên cho em mã nâu. L80-85 anh vừa ha, lên cho em mã nâu. A03 em hết rồi. Rồi lên cho chị một con này, một con kiểu dạng ống len cho em nè. Lên cho chị một con ống len nha mọi người. Rồi con này chị đạt tầm 45-50kg mắc vừa cho em ạ. 45-50kg mắc vừa loe. 45-50kg mắc vừa lên trên mạng 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 loe nè. 45-50kg mắc vừa lên trên mạng loe. Đây kèm mã kèm số trên mạng, có trên mạng loe. Rồi con này L70-75 anh vừa cho em mấy chị ha. L70-75 anh vừa cho em nè, phía sau ha. Cái túi cho em nè, phía sau hai cái túi cho em nè ha. Lên cho em mà trắng nha mấy chị, mà trắng 35k cho em ha. Lên cho em trắng, trắng 35k được số cho em nè. Các bạn mã kèm số luôn cho em nha mọi người. Mã loe chị Vi Nguyên. Mã loe chị Vi Nguyên. Ừ, loe chị Vi Nguyên chốt đủ đơn nha chị Vi Nguyên. Rồi em lên cho chị một con ống rộng cho em nè, quần tây. Quần tây ống rộng nha. Rồi con này L75-80 mặc vừa. L75-80 mặc vừa, một con ống rộng xám cho em nè, rất là đẹp. L75-80 mặc vừa lên cho em mã xám nào. L75-80 mặc vừa lên cho em mã xám cho em con này nha. L75-80 mặc vừa. L75-80 mặc vừa lên cho em mã xám. L75-80 mặc vừa lên cho em mã xám đấy. L75-80 mặc vừa. L75-80 mặc vừa. Lên trên mặt sáng và kèm luôn số trên mặt. L75-80 mặc vừa, chốt trên mặt sáng. L75-80 mặc vừa, lên trên mặt sáng đấy. Lên cho em mã ống rộng nha mấy chị ha, mã ống rộng 35k cho em ha. Lên cho em
em mà ống rộng mà ống rộng 35k cho em nè. Em 65-70 mang vừa cho em thôi. Em 65-70 mang vừa cho em nè. Rồi, mà xám này, mà xám 3 nội xu rồi. Xám 3 nội xu rồi. Rồi, em lên cho chị một con nâu này mọi người. Lên cho chị một con nâu này. Con này eo của chị là một con 65-72. Eo 65-72 là mặc vừa lên trên mặt nâu nè. Eo 65-72 mặc vừa lên trên mặt nâu. Eo 65-72. Rồi, eo 65-72 mặc vừa lên trên mặt nâu. Eo 65-72. Rồi lên trên mặt nâu, chốt trên mặt nâu. Ủa mình vừa làm mã xanh hả? Rồi lên trên mặt nâu, chốt trên mặt nâu. Eo 65-72 mặc vừa lên trên mặt nâu. Eo 65-72 mặc vừa lên trên mặt nâu. Eo 65-72 mặc vừa lên trên mặt nâu. Chốt trên mặt nâu, nâu và kèm hôn số trên mặt. Chốt trên mặt nâu, nâu và kèm hôn số trên mặt. Rồi lên cho mấy chị một con ngân chun này mấy chị ha. Con này eo con này dành cho chị nào 50-55 kg bắt đầu là vừa cho em ha. 50-55 kg bắt đầu là vừa cho em nè mấy chị. Lên cho em mã chun thôi, mã chun cho em mấy chị ha, mã chun cho em nè. 50-55 kg bắt đầu là vừa ha, chun 35k cho em nè. 35k. 35k. Chốt như nào mấy chị ơi, rồi lên cho chị một con quần anh nhũ này. Đảm bảo với các chị mặc đêm này. Đảm bảo với các chị mặc đêm là lấp lánh luôn. Mà xám mấy biết không? Dành cho chị nào có tầm 45-52 kg mặc vừa trên nè. 45-52 kg mặc vừa lên trên mã A90 nha. 45-52 kg mặc vừa trên nè. 45-52 kg mặc vừa lên trên mã A90. 45-52 kg mặc vừa chốt trên mã A90 này. A90 kèm mã kèm số cho em nha. 45-52 kg mặc vừa chốt trên mã A90. Lưng chun cho em dễ nặng nha mọi người. Lên trên mã A90. Lưng là lưng chun cho em như này. Và phần phía chân cho em là ống kiểu dạng ống mà ống ba ba nha. Ống xung ống nhỏ cho em là. Rồi lên trên mã A90 cái chân. Chốt trên mã A90. Rồi lên cho mấy chị một con caro nữa chị hả. Một con caro là xe to cho em nha mấy chị. Một con caro là xe to cho em nữa. Rồi con này em 80-85 mang vừa cho em nè mấy chị hả. Em 80-85 mang vừa cho em nè. Lên trên mã caro mấy chị hả. Lên trên mã caro nè. Eo 80-85 mang vừa cho em. Lên trên mã caro hả. Caro 35k cho em nha mấy chị. Lên trên mã caro hả. Caro 35k cho em nè. Rồi chấm mai lên cho em nè. Rồi đây cho chị đây một con đẹp nữa nha mọi người này. Sao càng ngày càng xuống đi rồi trời. Rồi lên cho chị một con đẹp nha mọi người. Lên cho chị một con đẹp ha. Rồi lên cho chị con này dành cho chị là tầm 40-48 kg mặc vừa cho em nha mọi người ha. 40-48 kg mặc vừa này. Rồi 40-48 kg mặc vừa này. 40-48 kg mặc vừa A102. Rồi 40-48 kg mặc vừa A102 cho em nè. 40-48 kg mắc vừa lên trên mã A102 nha. 40-48 kg mắc vừa lên trên mã A102. Chốt trên mã A102. A102 kèm mã kèm số trên nè. A102. A102 kèm mã kèm số trên nha mọi người. A102. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con cắn này mấy giờ. Lên tiếp cho mấy chị một con cắn nha mấy chị. Rồi con này dành cho mấy chị nào cao trên 1m6 cho em ha. Cao trên 1m6 cho em mấy chị. Rồi eo 65-70 mang vừa cho em nè ha. Eo 65-70 mang vừa cho em nè mấy chị. Eo 65-70 mang vừa cho em nè. Rồi ai lại con này comment cho em mà A06 cho em mấy chị. Lên cho em mà A06 nè. A06 cho em nè mấy chị. Eo 65-70 mang vừa lên cho em mà A06 35k ha. A06 35k. Chị nào cao trên 1m6 thì bọn em giúp mình ha. Tại vì cái quần nó dài nè mấy chị. Rồi lên cho em mã 06 ha. Rồi chấm mai lên trên nào mấy chị ơi. Lên cho chị con trắng tay nào mặc vừa trên nào. Rồi con này dành cho chị nào cỏ tầm này. Dành cho chị nào cỏ tầm từ 40 này. Dành cho chị nào tầm 40-50 kg mặc vừa trên nha mọi người. 40-50 kg mặc vừa. Rồi 40-50 kg mặc vừa. 40-50 kg mặc vừa A510. 40-50 kg mặc vừa lên trên A510. Rồi 40-50 kg mặc vừa lên trên A510 này. Rồi 40-50 kg mặc vừa lên trên A510. Chốt trên A510 kèm mã kèm số cho em cái cho. Lên trên A510. 40-50 kg mắc vừa lên trên A510. A510 kèm mã kèm số cái cho lên trên A510. Ôi sao càng ngày nó càng tụt đi ta. Rồi lên cho mấy chị một con này 510 vi nguyên rồi nè. E70-75 mang vừa cho em nhắm chị con này. E70-75 mang vừa cho em nè. Rồi ai lấy con này lên cho em mã A71 nhắm chị. Lên cho em mã A71 nè ha. A71 cho em ha. A71
con nguyên tam mạc luôn cho em ạ. Con này con nguyên tam mạc lên cho em ạ, cầm tem. Dành cho chị nào, dành cho chị nào tầm 45-52kg mắc vừa lên cho em ạ, cầm tem. 45-52kg mắc vừa cho em ạ, 45-52kg mắc vừa lên cho em ạ, cầm tem kèm số cho em ạ, 45-52kg mắc vừa nha. 45-52kg mắc vừa lên cho em ạ, cầm tem. Cho chị em ạ, cầm tem kèm mã kèm số cho em ạ, cho chị em ạ, cầm tem. Tám mươi tám là mặc vừa, eo 80-85 mặc vừa, xài cho hết đấy.
85 mặc vừa, E80 85 mặc vừa, A218 cho em A218. E80 85 mặc vừa, A218 cho em ạ. E80 85 mặc vừa, lên cho em A218. E80 85 mặc vừa, lên cho em A218 nhé, lên cho em A218. E80 85 mặc vừa, A218. Nhiều quần trắng làm thế ơi, chả biết quần trắng nào đâu. E70 78 mặc vừa. Má 76. E70 78 mặc vừa. Lên trên là A218 cho mọi người. A218 kèm lên số thêm A218 này. Mã 76 nhé chị kẹo đắng ơi. Rồi lên cho mấy chị một con lươn chun này. Mấy chị ha, một con lươn chun cho em nha mấy chị. Rồi con này 4853 thì bắt đầu là vừa cho em ha. 4853 thì bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Con này quần dính tóc cho em ha. Quần dính tóc cho em nè. Rồi lên ai lấy con này lên cho em A58 ha. A58 35k cho em nha chị. Lên cho em A58 nè. 28 thì 48 tới 53 thì bắt đầu là vừa cho em lên trên mã A58 ha. A58 35k ha, lên trên mã A58. A58 35k cho em mấy chị ha. Rồi em lên cho chị đây một con lợn cho em nè. Lên cho chị một con lợn nha, một con lợn đẹp cho em nè. Rồi một con lợn đẹp cho em nè. Có đây xanh cho chị nào có tầm 45 tới 50 kg mắc vừa lên trên mã lợn ha. 45 tới 50 kg mắc vừa. 45 tới 50 kg mắc vừa lên trên lợn cho em nè. 45 tới 50 kg mắc vừa lên trên mã lợn. Rồi lên trên mã lợn 45 tới 50 kg mắc vừa lên trên mã lợn này. Chốt trên mã lợn. Ta sẽ đi Ninh Bình. Ta sẽ đi Hà Long. Ta sẽ đi em đi đâu? Ta sẽ đi Đà Lạt. Ta sẽ đi Spa. Rồi. Lên trên mã lợn này, chốt trên mã lợn. Đi Đà Lạt ta đi cá. Đà Lạt không thích đi thích biển. Đi thích biển. Lên cho mấy chị một con một size to cho em nè mấy chị. Một con size to cho em nè mấy chị ha. Con này em 80 85 mang vừa cho em nè mấy chị. Em 80 85 mang vừa cho em ha. Rồi ai lấy con này lên trên mã A113 cho em ha. Lên trên mã A113 cho em nha chị. 35k ha. Lên trên mã A113. A113 35k cho em nha mấy chị. Con này lớn siêu cao cho em nè ha. Lớn siêu cao cho em luôn. Em 80 85 mang vừa lên trên mã A113. A113 35k cho em. Rồi, cho đi nào các chị ơi, 35 ngàn nha. 35k 35k và 35k 35k. Nói là quen mình lúc nào cũng mở miệng ra nói tới tiền là phải có chữ cam á. Không có đồng, không có ngàn. Không có ngàn. Để em thôi gọi chút lương một chút. 35k còn 30k thì là bao nhiêu k đó. Rồi, con này chị nào có tầm 45-52kg mang vừa cho em nào. 45-52kg mắc vừa nha. Quần ống rộng cho em nào. 45-52kg mắc vừa cho chị em A52. 45-52kg mắc vừa lên trên mã A52 này. 45-52kg mắc vừa lên trên mã A52 nè. Chốt trên mã A52 kèm mã kèm số cho em nha mọi người ơi. Chốt trên mã A52. 45-52kg mắc vừa lên trên mã A52. Chốt trên mã A52 kèm mã kèm số cho em nha mọi người ơi. Chốt trên mã A52 rất là đẹp luôn cho em và quần ống rộng như này. Siêu siêu chân dài luôn nha mấy chị ơi. Chốt trên mã A52. Quần thun ôm không có. Ừ, rồi lên tiếp cho mấy chị một con size to cho em nữa nè mấy chị ha. Rồi con này lưng siêu to cho em lưng siêu to. Rồi lưng E80 E85 90 mang vừa cho em nha mấy chị. E85 90 mang vừa cho em nè. Rồi ơi lại con này lên cho em mà to ha. Lên cho em mà to nha mấy chị. E85-90 mang vừa cho em nè. E85-90 mang vừa lên cho em mã to ha. Mã to 35k cho em. Mã to 35k cho em biết hả. To kèm số điện thoại cho em. Đây quần ôm đây chị nè. Siêu mờ cho em nè. Nó rủ đi kìa. Nó bao nó rủ đi kìa. Rồi đây quần ôm nha mọi người. A52 Vi Nguyễn Thường Đơn này. A52 Vi Nguyễn Thường Đơn này. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm 45-53kg mắc vừa cho em nè. Đây quần ôm nha mọi người. 45-53kg mắc vừa. 45-53kg mắc vừa tầm 45. Lên trên A78. Lên trên A78. Cho trên A78. Mà to xong nguyên rồi. Mà to xong nguyên rồi. Đặc nguyên chứ lộn. Rồi A78 trên mà chốt trên A78. Chiều nay em đúng nè. Em muốn đi spa. Em biết spa. Chiều nay em đúng nè. Spa. Đi biển. Spa. Rồi lên nha.
rốn cho em luôn nè. Rồi E6873 mang vừa cho em nhắm chị. E6873 mang vừa cho em nè hả. Ai lấy con này lên cho em mà A420 cho em nhắm chị. A420 35k cho em nè hả. Lên cho em mà A420 35k cho em nè. A420 kèm số điện thoại cho em hả. Nó bắt bình mình bắn nó chứ. Đi bắt cực luôn. Đi bắt cực luôn. Họ bắt thì đi theo luôn. Ngại gì. Bé tiếp tâm cái ngủ tôi sến quá. Rồi con này E70-75 mặc vừa cho em nè. E70-75 mặc vừa nhá. E70-75 mặc vừa lên cho em A54. E70-75 mặc vừa lên cho em A54. E70-75 mặc vừa lên cho em A54. E70-75 mặc vừa lên cho em A54 kèm số cho em nè. Cho em A54 E75-74 E70-75 mặc vừa A54. Cho em A54 A54 kèm số cho em nè. Rồi liên tiếp cho mấy chị một con quần này dạng ống la cho em nha. Một con này dạng ống la cho em nè mấy chị. E6570 mang vừa cho em nè ha. E6570 mang vừa cho em nha mấy chị. Rồi ai lấy con này lên cho em mã A70 ha. Lên cho em mã A70 nha mấy chị. A70 cho em nè. 35k ha. Lên cho em mã A70. A70 35k cho em mấy chị ha. Lên cho em mã A70 kèm số điện thoại cho em nè. Cho mã kèm số nha mọi người ơi. A70 nha. Rồi A05 với con to xuống đơn nha. A05 cho chị chưa? Rồi. Rồi ok chị nè. Mấy con rồi. Đặng ấy. Đặng Nguyên á. Hai con. Đặng Nguyên cho chị em thêm một con nha chị ơi. Rồi con này lên cho chị một con caro đẹp nè. Lên cho chị một con caro dành cho chị nào tầm 45 tới 52 kg mang vừa cho em nhá. 45 tới 52 kg mặc vừa. 45 tới 52 kg mặc vừa lên trên mã caro. Rồi 45 tới 52 kg mặc vừa lên trên mã caro này. 45 tới 52 kg mặc vừa. 45 tới 52 kg mặc vừa lên trên mã caro. 45 tới 52 kg mặc vừa lên trên mã caro. Họ bắt cỡ từ ra thôi. Lên trên mã caro kẻ chị cũng thế. Đang chút kim. Lên trên mã caro cho trên mã caro. Phải thiếu chứ. Phải thiếu hả? Bên nào thiếu? Mẹ thiếu cho ai? Mẹ. Rồi lấy cho mấy chị một con xe to này mấy chị ha. Một con quần áo suông xe to cho em nha mấy chị. Con này E70-75 mang vừa cho em nè ha. E70-75 mang vừa cho em nha mấy chị. Lấy con này lên cho em mã A89 ha. A89 35k cho em mấy chị ha. A89 35k cho em là kịp số điện thoại cho em ha. Lên cho em mã A89. Rồi em lên cho chị một con đẹp nè. Bao nhiêu đồng giá 35.000. Đồng giá 35k. Rồi con này dành cho chị làm của tầm từ 45 này. 45 tới 52 kg mang vừa cho em nha mình chị ơi. 45 tới 52 kg mặc vừa. Rồi 45 tới 52 kg mặc vừa A282 cho em nè. 45 tới 52 kg mặc vừa A282 nha. 45 tới 52 kg mặc vừa. 45 tới 52 kg mặc vừa A282 cho em nha. 45 tới 52 kg mặc vừa A282 kèm mã kèm số cho em ạ. 45 tới 52 kg mặc vừa A282 cho em nè. 45 tới 52 kg mặc vừa lên cho em A282. Cho em A282 kèm mã kèm số cho em. Rồi đây cho mấy chị một con đen lưng chun cho em nè mấy chị. 50-55 kỷ mắc vừa cho em nè ha. 50-55 kỷ mắc vừa cho em nha mấy chị. Rồi ai lấy con này lên cho em mã A50 ha. A50 cho em nha mấy chị. 35k ha. Lên cho em mã A50. A50 35k cho em ha. 50-55 kỷ bắt đầu là vừa. A50 kịp tới cho em nè. A50 cái cho chị nào này. Cảm ơn cho chị A50 này. Rồi lên cho chị một con quần ống rộng này. Lưng siêu cao cho em. Chốt cho em mã lưng cao. Rồi lên trên mã lưng cao size to mặc vừa này. Dành cho chị nào E65 này. E6572 mặc vừa. Tức là chị nào tập 45-53kg mặc vừa. Trên mã lưng siêu cao lên trên mã lưng cao. 45-53kg mặc vừa lên trên mã lưng cao. Rồi 45-53kg mặc vừa lên trên mã lưng cao. 45-53kg mặc vừa. Lưng cao cho trên mã lưng cao. Cho trên mã lưng cao. 45-53kg mặc vừa lên trên mã lưng cao kèm mã kèm số nha các cháu. Lên trên mã lưng cao. Rồi con này lên trên mã lưng cao. Chốt trên mã lưng cao bên em không có ba đổi trả. Để cho rộng bên em chỉ ba đổi trả khi hàng mẫu, hàng sai mẫu hoặc là hàng bị lỗi thôi chéo ơi. Không có ba đổi trả bên cho rộng. Tại vì trên live bên em có báo rồi nha. Rồi con này lên trên mã lưng cao. Chốt trên mã lưng cao. Rồi lên cho mấy chị một con lưng
vừa cho em giống chị 50 tới 55 kg bắt đầu là vừa cho em này, hơi lưng cao cho em. Rồi ai lấy con này lên cho em mã. Ai lấy con này lên cho em mã A520 cho em mấy hả? A520 35k cho em hả? A520 35k cho em giống chị 50 55 kg bắt đầu là vừa nè. Lên cho em mã A520 35k thì xuống khỏi cho em. Cao này hả? Lưng cao Vi Nguyên. Ừ. Lưng cao Vi Nguyên. Rồi đây cho chị đây, một con lưng cao nữa nhá. Một con đen lưng cao nữa này có đứng trước luôn chưa nào. Rồi, dành cho chị nào có tầm E60-68 mắc vừa trên nào. E60-68 mắc vừa nhá. E60-68 mắc vừa. E60-68 mắc vừa cho em nha mấy chị ơi. E60-68 mắc vừa. E60-68 mắc vừa, chị nào lấy comment chốt cho em A19. E60-68 mắc vừa. E60-68 mắc vừa lên trên mã A19 cho em nào. E60-68 mắc vừa lên trên mã A19. E60-68 mắc vừa lên trên mã A19, chốt cho em A19 nào. Vừa lên tiếp cho mấy chị một con màu trắng đẹp cho em nè mấy chị ơi, dạng quần ống ống. Mấy dạng quần ống suông cho em mấy chị ơi, dạng quần ống suông cho em nè. E65-70 mang vừa nha mấy chị. E65-70 mang người này lên cho em mã trắng mấy chị ơi, lên cho em mã trắng. Trắng 35k cho em mấy chị ơi. Cái hàng trắng của mình á, nó như mới thiệt hả? Nó 100% luôn á, tại vì nó không có một vết gì luôn á. Rồi lên cho em mã trắng mấy chị ơi. Lên cho em mã trắng nha mấy chị. E65-70 mang vừa lên cho em mã trắng thôi. Trắng 35k cho em, trắng 35k kịp số điện thoại. Rồi em lên cho chị một con sàm nha mọi người. Lên cho chị một con sàm đấy. Sám này đẹp nhá. Em chị nào 70-78 mắc vừa cho em này. Em 70-78 mắc vừa cho em nha. Rồi em 70-78 mắc vừa. Em 70-78 mắc vừa lên trên mã A68 cho em này. Em 70-78 mắc vừa cho trên mã A68 nha. Em 70-78 mắc vừa lên trên mã A68 cho trên mã A68. Em 70-78 mắc vừa lên trên mã A68 cho em này. Cho trên mã A68 em 70-78 mắc vừa. Lên trên mã A68 cho trên mã A68 nhá. A68 kèm mã kèm số cho em nào. Lên trên mã A68. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con lưng cao nè mấy chị. Rồi E6873 mang vừa cho em mấy chị thôi. E6873 mang vừa cho em nè mấy chị. Rồi ai lấy con này lên cho em mã A144 cho em mấy chị. A144 cho em ha. Ai lấy con này lên cho em mã A114. A114 35k mấy chị thôi. A114 35k cho em nè. Rồi E6873 mang vừa ha. E6873 mang vừa lên cho em mã A114 35k ha. Kiểm số điện thoại. Rồi, em lên cho chị một con màu kiểu dạng nono cho em nè. Lên cho chị một con dạng nono nha. Rồi, con này E7580 mang vừa cho em nha mọi người ha. E7580 mặc vừa. E7580 mặc vừa cho em nè, có túi trước này. E7580 mặc vừa. E7580 mặc vừa. E7580 mặc vừa. E7580 mặc vừa A66. E7580 mặc vừa cho trên mã A66 này. E7580 mặc vừa cho trên mã A66 cho em nha. E7580 mặc vừa lên trên mã A66 cho em nào. Lên trên mã A66 kèm mã kèm số cho em nào. Chốt trên mã A66 nhé. A66 kèm mã kèm số cho em nào. Chốt trên mã A66 á. A66 kèm mã kèm số cho em nha mọi người ơi. Rồi lên tiếp đi mấy chị. Một con quần lưng cao cho em nữa nè mấy chị ơi. E70-75 mang vừa cho em nhóm chị. E70-75 mang vừa cho em nè. Rồi lông này con lông này siêu cao cho em luôn ha. Lông siêu cao cho em luôn. Rồi ai lấy cái này lấy cho em mà A545 cho em nhóm chị. A545 cho em nè. A545 35k cho em ha. A545 lên cho em mà A545. A545 35k cho em ha. E70-75 mang vừa cho em ha. E70-75 mang vừa cho em nè. Lên cho em mà A545. Rồi chấm mai lên cho em nào mấy chị ơi. Rồi lên cho chị một con size to, chị nào rửa đủ lên chốt đủ lên cho em nào. E7580 mặc vừa. E7580 mặc vừa, một con đen đẹp cho em nào. E7580 mặc vừa cho em nha. Rồi E7580 mặc vừa. E7580 mặc vừa. E7580 mặc vừa A280 chốt cho em A280. E7580 mặc vừa A280 cho em nào. E7580 mặc vừa. E7580 mặc vừa A280 cho em, chốt cho em A280. E7580 mặc vừa A280 kèm mã kèm số cho em nha. A280 chốt cho em A280. A280 nè. Lên cho em A280 nha các chú. Chốt cho em A280 kèm số nè.
sọc nha mấy chị ơi, con này quần dạng dáng dài cho em này mấy chị ơi, dáng dài cho em này lên trên mã sọc ha. Trên mã sọc 35 ha. Rồi lên cho chị Lan một con lưng cao cho em ạ. Rồi con này size nhỏ mặc vừa cho em ạ. Xem cho chị nào đây, kiểu dạng ống đứng cho em như này, các chiều hơi kiểu dạng ống đứng cho em nhá. Xem cho chị nào cỡ tầm từ 40 đến 48 kg mặc vừa cho em nha các chiều hơi. 40 đến 48 kg mặc vừa cho em ạ. 40 đến 48 kg mặc vừa. Chị nào lấy các bạn A110 40 đến 48 kg mặc vừa. A110 cho em ạ. 40 đến 48 kg mặc vừa. Lên cho em A110 kèm mã kèm số cho em A110 nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con size to này mấy chị ha, một con size to cho em nha mấy chị. E8590 bạn vừa cho em này ha, E8590 bạn vừa cho em nha mấy chị. Rồi ai lấy con này lên cho em mã A54 ha, ai lấy con này lên cho em mã A54 nha mấy chị. E8590 mang vừa này lên cho em mã A54 35k cho em mấy chị ha, A54 35k cho em nè, E8590 mang vừa ha. Rồi. Lên cho chị một con lửng nha mọi người, lên cho chị một con lửng này. Rồi lên cho em một lửng kèm luôn số cho em nha mọi người ơi, xanh cho chị nào cỡ tầm này. Xanh cho chị nào cỡ tầm này, xanh cho chị nào cỡ tầm E70-75 mặc vừa cho em nào. E70-75 mặc vừa ha. E70-75 mặc vừa lên trên mã A18. E70-75 mặc vừa. E70-75 mặc vừa lên trên mã A18. E70-75 mặc vừa lên trên mã A18 chốt trên mã A18. E70-75 mặc vừa lên trên mã A18 chốt trên mã A18. E70-75 mặc vừa lên trên mã A18 chốt trên mã A18. A18 kèm mã kèm số trên nha, chốt trên mã A18 đấy. A18 kèm mã kèm số trên nè. Rồi lên cho chị một con nâu nha mọi người, lên cho chị một con nâu này. Nâu này, nâu này dành cho chị nào cỡ tầm E75, E80, 85 mặc vừa. Bé, bé Huyền, coi quần ống đỏ bên đó có. Rồi con này dành cho chị nào eo chị nào 80, 85 mặc vừa. Đó rồi. E80, 85 mặc vừa. Chắc không. Không, cái đó kéo nổi đâu, bưng ít vậy ạ. Rồi con này eo chị nào 80, 85 mặc vừa, lên trên mảnh nâu. E80-85 mặc vừa lên trên mảnh nâu nha mọi người. E80-85 mặc vừa. Rồi E80-85 mặc vừa lên trên mảnh nâu trên nè. E80-85 mặc vừa, một con form đẹp trên nè. E80-85 mặc vừa, chị nào lấy comment chốt trên mảnh nâu ha. E80-85 là mặc vừa lên trên mảnh nâu. E80-85 mặc vừa lên trên mảnh nâu, chốt trên mảnh nâu kèm số trên nè. E80-85 mặc vừa lên trên mảnh nâu, nâu kèm mã kèm số trên nha. Chốt trên mảnh nâu. Nâu kèm mã kèm số trên nè, chốt trên mảnh nâu nha. Rồi em lên cho chị một con quần ống rộng cho em nè các chị này, một con quần ống rộng siêu đẹp luôn cho em nè. Dành cho chị nào tầm 40-48 kg mắc vừa, size nhỏ mắc vừa cho em nha. 40-48 kg mắc vừa. Rồi 40-48 kg mắc vừa lên trên mã sập ha. Rồi 40-48 kg mắc vừa lên trên mã sập nè. 40-48 kg mắc vừa lên trên mã sập cho em nè. Rồi 40-48 kg mắc vừa lên trên mã sập cho em nè. 40-48 kg mắc vừa lên trên mã sập nhá. Đồng giá 35k chốt trên mã sập. 40-48 kg mắc vừa. 40-48 kg mắc vừa lên trên mã sập nhá. Chốt trên mã sập, sập là kèm mã kèm số cho em nè. Chốt trên mã sập nhá. Sập kèm mã kèm số cho em nè. Rồi em lên cho chị một con quần hồng nha mọi người. Chấm mã lên cho em nè. Rồi em lên cho chị một con quần hồng nha. Con này dành cho chị nào có tầm từ 48 tới 53 kg mắc vừa lên trên mã quần hồng. 48 53 kg mắc vừa lên trên mã hồng thỏa tiết nơ cho em nè. Rồi mã sập chị bà nội xu, mã sập chị bà nội xu 40 này. Dành cho chị nào cỡ tầm từ 48 tới 53 kg mắc vừa lên trên mã hồng. 48 53 kg mắc vừa lên trên mã hồng. 48 tới 53 kg mắc vừa. Chị nào lấy comment chốt trên mã hồng nhé. Hồng và kèm mẫu số trên mã. 48 53 kg mắc vừa lên trên mã hồng. 48 53 kg mắc vừa lên trên mã hồng nha. Hồng kèm mã kèm số trên mã. Vi Nguyễn xong mất rồi, lên trên mã hồng. Rồi chốt trên mã hồng nhé. Hồng kèm số trên mã. Lên cho chị một con lửng này mọi người. Lên cho chị một con lửng nha. Lửng này lưng cao trên này. Chuẩn size 26 mặc vừa trên mặt 40-48 kg mặc đẹp nha mọi người. 40-48 kg mặc vừa. Rồi 40-48 kg mặc vừa lên trên mặt A98. 40-48 kg mặc vừa lên trên mặt A98 trên nào. 40-48 kg mặc vừa lên trên mặt A98 trên mặt, chốt trên mặt A98. Dáng chốt cho em đủ 3 chiếc cho em nha mọi người. Rồi lên trên mặt A98.
48kg mắc vừa. Lên cho em mã 98 kèm mã tiền số cho em ạ. Rồi lên cho mấy chị một con ống rộng mấy chị ha. Con này 45-50kg bắt đầu là vừa cho em nha chị. 45-50kg bắt đầu là vừa cho em mà đồng giá 35k cho em ha. À lại con này lên cho em mã A116 ha. Lên cho em mã A116 cho em nha chị. 45-50kg bắt đầu là vừa, lên cho em mã A116 ha. A116 cân số điện thoại. Rồi em lên cho chị một con quần tràng này, mã sập em hết rồi nha. Em còn mã hồng này. Em còn mã hồng nha. Rồi lên cho chị một con này, một con tràng size nhỏ cho em nè. A98 chị Thúy Vi nè. A98 chị Thúy Vi dùng đơn nha. Rồi con này dành cho chị nào đây? Dành cho chị nào cỡ tầm từ 45-50kg mắc vừa. Rồi 45-50kg mắc vừa lên trên mã A63, 45-50kg mắc vừa. Rồi 45-50kg mắc vừa lên trên mã A63. Chốt trên mã A63 và kèm lô số cho em ạ. Nếu mà chị nào mà cao trên 1m6 mặc là 3 đẹp luôn cho em. Còn không thì chị nào mà thích ngắn á, các chị cắt ngắn cho em nè. Chị nào mà thích màu này size nhỏ này, về cắt ngắn cho em là được nha. Rồi con này lên trên mã A63. Chốt trên mã A63 kèm mã kèm số cho em nè. Lên trên mã A63, các chị cho A63 kèm mã kèm số cho em nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con hồ ống xuông cho em mấy chị hả. E6570 mang vừa cho em nè. E6570 mang vừa cho em nha mấy chị. À lấy con này lên trên mã A82 hả. Lên trên mã A82 nha mấy chị. A82 35k cho ha. Lên trên mã A82. E6570 mang vừa cho em, lên trên mã A82 ha. A82 cho em nè mấy chị. Rồi em lên cho chị một con hồng nha. Lên cho chị một con hồng đẹp mà. Rồi con này dành cho chị nào bỏ tầm từ 45-50kg mắc vừa cho em nè. Rồi 45-50kg mắc vừa nha. 45-50kg mắc vừa. Rồi con này size nhỏ 45-50kg mắc vừa, chị nào lấy comment chốt trên mã hồng 45-50kg mắc vừa, lên trên mã hồng các chị ơi. 45-50kg mắc vừa. Rồi 45-50kg mắc vừa lên trên mã hồng 3 đẹp luôn, trên mã quần ống rộng nha các chị ơi. Lên trên mã hồng 45-50kg mắc vừa, đồng giá 35k chốt trên mã hồng. Hồng kèm mã kèm số trên mã, chốt trên mã hồng các chị ơi. Rồi lên cho mấy chị một con quần ống đứng cho em mấy chị hả. Con này phía sau lưng thun cho em nha mấy chị, phía sau lưng chun cho em nè ha. Rồi con này 48-53kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 48-53kg bắt đầu là vừa cho em nè ha. Ai lấy con này lên cho em mà A10 ha. A10 đồng giá 35k cho em mấy chị hả. A10 cho em nè. A10 kèm số điện thoại cho em nè. A82 sống để yêu chốt hàng lên số cho em nè. Rồi em lên cho chị một con quần sọc nữa nha. Rồi con này dáng lửng cho em nè. Các này chị nào tầm 45-52kg mắc vừa cho em nè. 45-52kg mắc vừa. Rồi chị sống để yêu chốt thêm đủ đơn cho em để em gửi đơn cho mình nhá. 35k này. Chốt đủ đơn cho em. Rồi các này dành cho chị nào cỡ tầm từ 40-52kg mắc vừa cho em nè. 40-52kg mắc vừa A422. Lên cho em A422 kèm mã kèm số cho em nè. Lên cho em A422 35k chốt cho em A422 nè. A422 kèm mã kèm số nha các cháu. Lên cho mấy chị một con hồ màu kem cho em này mấy chị ha. Một con hồ màu kem cho em nha mấy chị. Rồi con này, con này E6873 mang vừa cho em mấy chị ha. E6873 mang vừa cho em nè. Rồi ai lấy con này lên cho em mã kem ha. Kem 35k cho em nha mấy chị. Kem 35k cho em nè. E6873 mang vừa cho em nè. E6873 mang vừa lên cho em mã kem ha. Kem kèm số điện thoại cho em mấy chị ha. Kem 35k cho em nè ha. Rồi lên cho chị một con yến cho em nè. Lên cho chị một con yến đẹp nha. Rồi con này dành cho chị nào có tầm từ 40-50kg mắc vừa cho em nè. Rồi 40-50kg mắc vừa. 40-50kg mắc vừa. Chị nào lấy comment tốt cho em là yến này. Rồi 40-50kg nó mắc vừa. 40-50kg mắc vừa. Rồi 40-50kg mắc vừa. Chị nào lấy comment chốt cho em là yến nha. 40-50kg mắc vừa. Lên cho mạng yến 40-50kg mắc vừa. Lên cho mạng yến con này cho em nè. Chốt cho em mạng yến nha. Rồi mã hồng chị đang trần. Đang trần, đại trần. Mã hồng chị đại trần. Mã hồng chị đại trần, đông trần chứ. Chốt được đơn luôn cho em 3 chiếc đổ lên để em ship hàng cho mình nha. Rồi con này chốt cho em mạng yếm 40-50kg nó mặc vừa, lên cho mạng yếm con này cho em ạ. Rồi 40-50kg mặc vừa, lên cho mạng yếm các chị ơi. Rồi lên cho mấy chị một con quần ống rộng vải bon cho em nè mấy chị. Một con quần ống rộng vải bon cho em mấy chị. Rồi con này 48-53kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 48-53kg bắt đầu là vừa cho em thôi. Lên cho em mạng bon ha. Bon cho em nha mấy chị, bon kèm số điện thoại cho em nè ha. Bon kèm số điện thoại cho em nè. 48-53kg bắt đầu là vừa thôi. Lên cho em mã von. Von kèm số điện thoại cho em 35k nè. Rồi em lên một con đỏ cho các chị này. Lên cho chị một con đỏ đẹp nha. Rồi mã hồng em hết rồi. Chấm mai lên trên này. Em còn mã yếm cái cho yếm đẹp mà các chị không. Chị nào tốt là yếm chị sống để yêu. Rồi lên cho chị một con đỏ ống lê cho em nè. Chị nào lên comment chốt cho em mã lê. Dành cho chị nào cỡ tầm từ 45-50kg mắc vừa. Rồi 45-50kg mắc vừa. Lên trên mã lê. Rồi 45-50kg mắc vừa, lên trên mã loe cho em nè. 45-50kg mắc vừa. Rồi 45-50kg mắc vừa, lên trên mã loe. Đồng giá 35k chốt trên mã loe. Loe và kèm mua số trên mã 45-50kg mắc vừa, lên trên mã loe. 45-50kg mắc vừa, lên trên mã loe.
loe kèm mã kèm số cho em nào, chốt cho em mã loe 40 thì 45 ký mắc vừa nha. Lên cho em mã loe kèm mã kèm số cho em mã, chốt cho em mã loe. Rồi lên cho mấy chị một con quần siêu cao cho em này mấy chị ha, một con quần siêu cao cho em luôn nha mấy chị. Rồi em 6570 mang vừa cho em này ha, em 6570 mang vừa cho em nha mấy chị. Phía sau thì hai bên của nó có viền màu trắng cho em mấy chị ha, phía sau của nó có viền màu trắng cho em nè. Rồi ai lấy con này lên cho em mã A29. Lên cho em mã A29 nha mấy chị, A29 ha. A29 35k cho em này, lên cho em mã A29. Mã viền cho chị bồ công anh mong manh. Bồ công anh mong manh chốt đủ đơn luôn cho em nào. Rồi em lên cho chị đây một con đẹp này, mã von cho chị Yến Nguyễn này, mọi người chốt đủ đơn cho em từ 3 chiếc cổ lên, em ship đơn cho mình nha. Mã A, mã von, mã von. Lột em mã von chị bố công anh mong manh. Rồi 10 phút nữa là hết giá 35k này, các chị tranh thủ chốt cho em nào. Bố công anh lên lại số cho em đi chị ơi, bố công anh lên lại số không em chốt cho người khác này. Cái này dành cho chị nào, em 70-75 mặc vừa cho em nào. L70-75 mặc vừa lên trên mặt lưng cao, L70-75 mặc vừa nha. L70-75 mặc vừa lên trên mặt lưng cao, L70-75 mặc vừa. Rồi L70-75 là mặc vừa lên trên mặt lưng cao, chốt trên mặt lưng cao, bố con anh mong anh lên lại số cho em nào. Rồi con này lên trên mặt lưng cao, L70-75 mặc vừa, L70-75 mặc vừa lên trên mặt lưng cao. Chốt trên mặt lưng cao kèm luôn số cho em mà, chốt trên mặt lưng cao. Lưng cao kèm số cho em à. 10 phút nữa là hết giá 435k này, các chị chốt thay thủ chốt cho em nào. Rồi lên cho mấy chị một con quần kem cho em mấy chị, một con quần kem cho em nha mấy chị. 45 tới 50 kg với đầu lượt vừa. Quên. Lộn. Con này em 65 tới 70 mang vừa cho em nha mấy chị. Em 65 70 mang vừa cho em nè ha. Rồi ai lấy con này lên cho em mã A110 cho em nha mấy chị. A110 cho em nè ha. Ai lấy con này lên cho em mã A110 ha. A110 35k cho em mấy chị. A110 35k cho em nè. Rồi chấm mai. Chấm mai lên cho em nào mấy chị yêu không? Rồi em lên cho chị một con quần ống rộng này, mã von đến hết rồi nha. Rồi có quần size to luôn chị này. Có quần size to luôn kia này. Rồi con này bị hư khóa này, bị hư khóa nha. Bị hư khóa này. Rồi lên trên mã tặng, em tặng cho chị nha. Con này nó bị hư khóa này, lên trên mã tặng nha. Chốt trên mã tặng này. Tặng và kèm luôn số trên mã, chốt trên mã tặng. Tặng và kèm luôn số trên mã. Chốt trên mã tặng. Tặng cho em. Rồi lên cho chị một con quần nâu này, các chị này. Lên cho chị một con quần nâu, mã von đến hết rồi nha. Rồi em còn mã tặng. Rồi lên cho chị một con quần nâu nha mọi người. L70-75 mặc vừa. L70-75 là mặc vừa lên trên mặt nâu. L70-75 mặc vừa. Rồi L70-75 mặc vừa lên trên mặt nâu. L70-75 mặc vừa lên trên mặt nâu. L70-75 mặc vừa nè. L70-75 mặc vừa lưng cao siêu đẹp luôn. Trên mặt chị nào lấy comment chốt trên mặt nâu. L70-75 mặc vừa lên trên mặt nâu. Tặng Thúy Vi. Tặng Thúy Vi. Tặng cái đèn ạ, nghe chân ạ. Dán tặng luôn. Rồi lên cho mấy chị một con quần cảm tắc cho em này mấy chị, một con cảm tắc cho em nha mấy chị. Rồi con này E6873 mang vừa cho em nha mấy chị. E6873 mang vừa cho em ha, dạng quần cảm tắc cho em mấy chị ha. Rồi ai lại con này lên cho em mã A525 cho em nha mấy chị. A525 cho em nè ha, 35k lên cho em mã A525. A525 35k cho em ha, E6875 mang vừa. Mã bạc là mã gì? Rồi 50-60kg mắc vừa lưng xương cho em nè. 50-60kg mắc vừa. 50-60kg mắc vừa mặc siêu mát cho em mã A84. 50-60kg mắc vừa. 50-60kg mắc vừa lên cho em mã A84. 50-60kg mắc vừa lên cho em mã A84 kèm mã kèm số cho em ạ. 50-60kg mắc vừa lên cho em mã A84, chốt cho em mã A84 nha. Rồi lên cho mấy chị một con quần nâu size to cho em nè mấy chị. Một con nâu size to cho em mấy chị ơi, con này size to cho em nè. Con này L85-90 mang vừa cho em mấy chị ha. L85-90 mang vừa cho em này, con này size to cho em mấy chị ha, size to cho em này. Rồi ai lấy con này comment cho em mã A24 nha mấy chị. A24 35k cho em ha, lên cho em mã A24. Màu nâu mấy chị ha, lên cho em mã A24 này. L85-90 mang vừa lên cho em mã A24. Rồi con này dành cho em của chị nào có tầm 75-70-75 mặc vừa cho em nào. L70-75 mặc vừa nhá. L70-75 mặc vừa lên cho em mã A93. L70-75 mặc vừa lên cho em mã A93. L70-75 mặc vừa. L70-75 mặc vừa lên trên mã A93. L70-75 mặc vừa lên trên mã A93 đang là giá 35k trên thủ chốt nào mà chị ha. A84 bố công anh mong manh, nát là không có 39k nữa đâu, 35k nữa đâu. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm 50 tới 5. Dành cho chị nào L70-75 mặc vừa.
em 70-75 mặc vừa cho em ạ. Em 70-75 mặc vừa, chị nào lấy comment chốt cho em A93. Lên cho em A93 kèm mã kèm số cho em, chốt cho em A93 này. Rồi lên cho mấy chị một con vừa chu cho em ấy nha. Con này 45-50kg bắt đầu là vừa cho em nhắm chị, 45-50kg bắt đầu là vừa cho em này ha. Rồi ai lấy con này lên cho em mã A34 hả? Lên cho em mã A34 nha mấy chị. A34 cho em là ha, 35k A34. A34 45-50kg bắt đầu là vừa, lên cho em mã A34 ha. A34 kiểm số điện thoại cho em nha mấy chị. Rồi em lên cho chị một con quần hoa ba đẹp luôn cho em nào. 50 dành cho chị nào 50-60kg mặc vừa lên cho em ạ hoa. 50-60kg mặc vừa. A93 hả? Cái đó hả? To. A93 to chị nè. Rồi con này dành cho chị nào có tầm 50-60kg mặc vừa cho em nào. 50-60kg mặc vừa lên cho em ạ hoa. 50-60kg mặc vừa này lên trên mã hoa. 50-60kg mặc vừa chốt trên mã hoa. 50-60kg mặc vừa lên trên mã hoa. 50-60kg mặc vừa lên trên mã hoa. 50-60kg mặc vừa. 50-60kg mặc vừa chốt trên mã hoa kèm mua số cho em nha. 50-60kg mặc vừa một con quần ống rộng siêu đẹp luôn cho em nào. 50-60kg mặc vừa, chị nào lấy comment chốt trên mã hoa. 50-60kg mặc vừa. 50-60kg mặc vừa lên trên mã hoa, chốt trên mã hoa kèm mua số cho em nha. Chốt trên mã hoa nè. Rồi lên cho mấy chị một con xanh này mấy chị ha, một con xanh này cho em nha mấy chị. Con này L6873 mang vừa cho em này ha, L6873 mang vừa cho em nha mấy chị. Rồi ai lấy con này lên cho em mã xanh ha, lên cho em mã xanh 35k cho em nha mấy chị. Lên cho em mã xanh ha, L6873 mang vừa cho em là lên cho em mã xanh. Xanh 35k cho em này ha. Rồi mã hoa cho chị à. Mã hoa cho chị Otedam này, mã hoa chị Otedam này chốt đủ đơn luôn cho em nha. Otedam mã hoa chốt đủ đơn nè. Đó có này free size cho em nha mọi người, từ 45kg đổ lên là mặc vừa trên nè, 45kg đổ lên mặc vừa lên trên mã A02. Cho mã hoa em hết lên trên mã A02. Có mà đúng mã trên mà cho trên mã A02. Chốt đủ đơn luôn trên, các cháu chốt đủ đơn trên nè. Rồi lên trên mã A02, đơn 80k đổ lên em xếp hàng nhá. Rồi con này lên trên mã A02. Đây cho chị nào cỡ tầm từ 45kg đổ lên mặc vừa lên trên mã A02. Mà xanh này trên mã chốt hàng lên số cho em với nè. Rồi con này lên trên mã A02, chốt trên mã A02 nào. Lên trên mã A02, A02 kèm số cho em nha. Lên trên mã A02, A02 kèm số cho em ạ. Chốt trên mã A02 các cháu, A02 kèm số cho em nha. Rồi lên cho chị một con size to này. A04 hả? Có A04 á. A02 Otedam, A02 Otedam này. Rồi chị Duyên Hải này, Duyên Hải này chốt hàng thì lên số cho em nào. Chị Duyên Hải ơi, chốt hàng thì lên số cho em nha. Rồi đây cho chị đây, một con này, một con size to mặc vừa cho em nha. Con này size to mặc vừa cho em nha, rất là đẹp luôn cho em nè. Vậy con giãn cho em nha. 50-60kg mang vừa cho em nha các cháu ơi. 50-60kg mặc vừa, con này con giãn cho em nè. 50-60kg mặc vừa, 50-60kg mặc vừa lên trên mã A86 cho em con này. 50-60kg mặc vừa lên trên mã A86 này. 50-60kg mặc vừa lên trên mã A86, lên trên mã A86. A86 kèm mã kèm số trên nè, chốt trên mã A86 ạ. Rồi lên cho mấy chị một con ống rộng hoa cho em nha mấy chị. Con này 45-50kg bắt đầu là vừa cho em mấy chị ha. 45-50kg bắt đầu là vừa cho em nè. Rồi lên cho em mã hoa cho em nha mấy chị. Lên cho em mã hoa ha. Hoa 35k cho em mấy chị ha. Hoa 35k cho em nè. 45-50kg bắt đầu là vừa. Tranh thủ chốt đi các chị ơi, lát là sẽ là giá khác nha. Nên là mọi người tranh thủ cho em nào. Rồi lên cho chị đây một con là vải von cho em nè. A02 em hết rồi nha. Lên cho chị một con vải von xẻ này chị Thúy Vi ơi. Chị vừa, cái này chị vừa này. Dành cho chị nào cỡ tầm từ 45-50kg mặc vừa. Con này có xẻ luôn cho em ạ. 45-50kg mặc vừa bây giờ sẽ là giá khác rồi các chị ơi. Đồng giá 45k này. Bây giờ sẽ là giá 45k. Lát mà ai mà chốt 45k thì gì ở ngoài ấy. Ghi là 45k, ghi phần dưới. Còn bọc này, bọc không ghi, bọc 45k khỏi ghi ngoài. Rồi con này chỉ nào tầm 45-50kg mắc vừa. 45-50kg mắc vừa lên trên mã A53 này. Chốt trên mã A53, đồng giá 45k này. Chốt trên mã A53. Dành cho chị nào tầm 45-50kg mắc vừa. 45-50kg mắc vừa, 45k chốt trên mã A53. 45k chốt trên mã A53. 45k lên trên mã A53. Mã A53 em biết rồi. Mã hoa chốt hàng lên số cho em nào. Em còn mã A53, chị nào lấy comment chốt cho em mã A53 nè. Hoa 45. Con nâu nha, chị ha, con nâu thì cho em nhắn chị. A53 Duyên Hải dùng đơn. L6873 mang vừa chị ngoài. L6873 mang vừa cho em nè mấy chị. Rồi ai lấy con này lên cho em mã A591 ha. A591 giờ là đồng giá 45k cho em mấy chị ha. Đồng giá 45k cho em nè, lên cho em mã A5.
lên chốt chị đây một con đẹp cho em nha mọi người, một con nu đẹp luôn cho em ạ. Chốt cho em ạ, nu 45k chốt cho em ạ, nu này. Cái này dành cho chị nào cỡ tầm từ 40 này. Dành cho chị nào cỡ tầm 40 tới 52 kg mang vừa cho em nha mọi người ơi. 40 tới 52 kg mặc vừa. Cho 40 tới 52 kg mặc vừa lên cho em ạ nu. 40 tới 52 kg mặc vừa. Chốt cho em ạ nu kèm luôn số cho em ạ 45k chốt cho em ạ nu. 40 tới 52 kg mặc vừa. 45k chốt cho em ạ nu này. Nu 45k kèm mã kèm số cho em ạ 40 tới 52 kg mặc vừa. Lên cho em ạ nu 45k lên cho em ạ nu nha. Nu 45k kèm mã kèm số cho em nha mã nu. A53 em hết rồi. Em còn mã nu và kèm nu số cho em ạ, chốt cho em ạ nu nha. Ờ, lên cho mấy chị một con quần ống động siêu bụi cho em này mấy giờ, chị nào thích bụi bụi thì hút cho em con này hả? Con này em 45, con này 45 tới 50 kg bắt đầu là vừa cho em nha chị, 45 tới 50 kg bắt đầu là vừa cho em này. Lên cho em mã bụi mấy chị ha, màu xanh reo cho em nha chị. Hai bên có túi cho em này ha. Hai bên có túi cho em nha chị, lên cho em mã bụi này ha. Mã bụi 45k cho em nha chị, bụi 45k cho em nè, 45 tới 50 kg bắt đầu lên cho em mã bụi ha. Bụi 45k. Rồi em lên cho chị một con đỏ đô đẹp nha mọi người ha. Lên trên đỏ đô nên phải con đỏ đô cho em nè. Từ 40 tới 52 kg mắc vừa cho em nè. Cho 40 tới 52 kg mắc vừa lên trên đỏ đô. 40 tới 52 kg mắc vừa. Cho 40 tới 52 kg mắc vừa lên trên đỏ đô và kèm luôn số cho em nhá. Lên trên đỏ đô này 45k chốt trên đỏ đô này. Dành cho chị nào cỡ tầm từ 40 cho chị nào tầm 40 tới 53 kg mắc vừa cho em luôn. Chốt trên đỏ đô này. Đỏ đô và kèm luôn số cho em ạ. 45k chốt trên đỏ đô này. Đỏ đô 45k kèm số cho em nhá. Rồi lên cho mấy chị một con nghiêm đẹp này mấy chị ha. Đỏ đô 45k kèm mã kèm số cho rồi, lên cho mấy chị một con yến siêu đẹp cho em luôn mấy chị ha. Một con yến siêu đẹp cho em này mấy chị. Rồi con này 45-50kg bắt đầu là vừa cho em nha chị. 45-50kg bắt đầu là vừa cho em này ha. 45-50kg bắt đầu là vừa cho em này. Chị nào tầm 45 tới 50 kg mặc vừa ống rộng cho em ạ. 45 tới 50 kg mặc vừa siêu đẹp luôn cho em và siêu lạ nhá. 45 tới 50 kg mặc vừa lên trên mã lạ này. 45 tới 50 kg mặc vừa lên trên mã lạ. 45 tới 50 kg mặc vừa. Rồi 45 tới 50 kg mặc vừa chị nào lấy comment chốt cho em mã lạ ha. Siêu đẹp luôn cho em nha mọi người ơi. 45 tới 50 kg mặc vừa lên trên mã lạ. 45 tới 50 kg mặc vừa lên trên mã lạ kèm số cho em. 45 tới 50 kg mặc vừa lên trên mã lạ. 45 tới 50 kg mặc vừa lạ kèm mã kèm số cho em nha. 45 tới 50 kg mặc vừa lên trên mã lạ các cháu. 45 tới 50 kg mặc vừa lạ kèm số cho em nè. Rồi lên cho mấy chị một con ống rộng dạng quần thể thao cho mấy chị ha. Ống rộng thể thao cho em nè mấy chị. 45 tới 50 kg bắt đầu là vừa nè. 45 tới 50 kg bắt đầu là vừa. Lạ duyên hải. 45 tới 50 kg bắt đầu là vừa cho em nhóm chị, lên cho em mã thể thao ha. Mã thể thao cho em nhóm chị, mã thể thao cho em ha. 45 tới 50 kg bắt đầu là vừa lên cho em mã thể thao. Mã thể thao 45k cho em mấy chị ha. 45k cho em nè. Mà lại cho chị Duyên Hải này. Rồi con này dành cho chị nào có tầm 40 tới 50 kg mặc vừa cho em nha mọi người. 40 tới 50 kg mặc vừa cho em nha. 40 tới 50 kg mặc vừa. 45k cho chị mã A62. 45k cho chị mã A62. Dành cho chị nào tầm 40 tới 50 kg mặc vừa. 40 tới 50 kg
50kg mắc vừa, lên trên mã A62. 40 tới 50kg mắc vừa, lên trên mã A62 kèm mã kèm số trên mã. Lên trên mã A62 các chú chốt trên mã A62. 45 tới 50kg mắc vừa, lên trên mã A62 kèm mã kèm số trên mã. Chốt trên mã A62 đồng giá 45k, chốt trên mã A62. A62 kèm mã kèm số trên mã. Chốt trên mã A62 các chú ơi. A62 kèm mã kèm số trên mã. Rồi em lên cho chị một con ống cực kỳ rộng cho em nào các chị ơi, ống rộng cho em nào. Rồi, lên cho chị đây, con này dành cho chị nào cỡ tầm từ 45 50 kg mang vừa cho em nha mọi người nha. 45 tới 50 kg mắc vừa, 45 tới 50 kg mắc vừa. Lên trên mã A101 45 tới 50 kg mắc vừa nha. 45 50 kg mắc vừa. A101 kèm mã kèm số cho em nào, chốt cho em A101 nha mọi người. A101 kèm mã kèm số cho em nào, chốt cho em A101. Rồi con này phía sau lưng chuông cho em mấy chị, phía sau lưng chuông cho em này ha. Rồi 50 tới 53 kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 50 tới 53 kg bắt đầu là vừa cho em này ha. Rồi ai lấy con này lên cho em mã A519 nha mấy chị. A519 cho em ha. Lên cho em mã A519, A519 45k cho em ha. A519 45k cho em này ha. Rồi A519 45k kèm mã kèm số cho em nào mà chị yêu ơi. Chấm ai tương tác mạnh tay cho em nào. Rồi em lên cho chị một con màu xám nha mọi người ơi. Lên cho chị một con xám ấy. Lên cho chị một con xám dài này các chị ơi. Lên cho chị một con xám dài này. Chốt cho em mã xám nha. Lên cho em mã xám dành cho chị vào tầm 50. 50 tới 55kg mắc vừa. Lên cho em mã xám. 50 55kg mắc vừa. Con này là 7 con cho em ha. 50 tới 55kg mắc vừa. Cho 50 tới 55kg mắc vừa. Lên cho em mã xám con này cho em nào. 50 tới 55kg mắc vừa. Lên cho em mã xám. Chốt cho em mã xám. Xám. Chốt cho em mã xám đấy. Lên cho mấy chị con này mấy chị ơi. Rồi, con này là 48 tới 53 thì bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị lên chua nha. 48 tới 53 thì bắt đầu là vừa lên cho em mã A57 nha mấy chị. A57 45k cho em này ha. Quần ống rộng cho em nha mấy chị. Lên cho em mã A57 ha. A57 45k cho em nè mấy chị ha. A57 45k kèm mã kèm số cho em ạ. Rồi lên cho chị một con size to này các chị này. Lên cho chị một con size to, eo của chị nào cỡ tầm 80-85 mặc vừa cho em nào. Eo 80-85 mặc vừa. Rồi, eo 80-85 mặc vừa. Eo 80-85 mặc vừa cho em nào. Eo 80-85 mặc vừa. Chị nào lấy công an chốt cho em A72. Eo 80-85 mặc vừa. Lên cho em A82. Chốt cho em A82. Eo 80-85 mặc vừa. Lên cho em A82. Eo 80-85 mặc vừa. Lên cho em A82 kèm mã kèm số cho em chốt cho em A82. Rồi, A82 chốt cho em A82. A82 kèm mã kèm số cho em chốt cho em A82. A82 kèm mã kèm số cho em nhá. Rồi lên cho chị một con caro này các chị này, một con caro này. Chấm mai lên cho em nào mà chị yêu. Rồi lên cho chị một con caro nhá. Caro này dành cho chị nào cỡ tầm eo 70 75 mặc vừa cho em nào. Eo 70 75 mặc vừa, lên trên mã caro. Eo 70 75 mặc vừa. Eo 70 75 mang vừa cho em và chốt trên mã caro. Eo 70 75 mặc vừa. Cho eo 70 75 mặc vừa chốt trên mã caro kèm số cho em nào. Eo 70 75 mặc vừa, lên trên mã caro. Eo 70 75 mặc vừa, lên trên mã caro. Caro kèm mã kèm số cho em. Eo 70 75 mặc vừa, lên trên mã caro này. Caro kèm số cho em các chú. Lên trên mã caro. Eo 70 75 mặc vừa. Caro kèm mã kèm số cho em các chú. Lên trên mã caro. Rồi con này lưng siêu to cho em nè. Lưng cực kỳ to cho em. Eo chị nào 80 85 mặc vừa cho em nha mọi người, chốt trên mã to. Eo 82 Nguyễn Thị Nhung chốt hàng lên số cho em nè. Rồi eo 80 82 mặc vừa. Eo 80 82 mặc. Eo 80 85 mặc vừa. Lên trên mã to kèm mã kèm số cho em à. Chốt trên mã to nha. Rồi lên cho mấy chị một con cẳng đẹp, mấy chị hai con cẳng đẹp cho em mấy chị. 45 tới 50 kg bắt đầu là vừa cho em mấy chị hả? 45 tới 50 kg bắt đầu là vừa cho em này hả? Chập đi rồi. Chập đi rồi. Rồi ai lấy con này lên cho em mã đẹp nha mấy chị, lên cho em mã đẹp ha. Hai bên của nó là có viền cho em thế này mấy chị ha. Rồi ai lấy con này lên cho em mã đẹp ha. Đẹp 45k cho em mấy chị. 45 tới 50 kg bắt đầu là vừa cho em này. Lên cho em mã đẹp ha. Rồi mã đẹp. Mã đẹp là viền của Champion nha mọi người ơi. Bao nhiêu cái? 45k chị yêu ơi. Rồi chấm mai tương tác mạch tay cho em mà. Rồi lên cho chị một con von này. Con này dành cho chị nào tầm 40-50kg mắc vừa cho em nào. 40-50kg mắc vừa. Rồi 40-50kg mắc vừa cho em nào. 40-50kg mắc vừa. 40-50kg mắc vừa. Lên cho em A196 cho em ạ. Rồi 40-50kg mắc vừa. Lên cho em A196 cho em ạ. 40-50kg mắc vừa. Lên cho em A196 cho em ạ. Cho chị em A196. 40 tới 50 kg mắc vừa, lên trên mã A196 cho em ạ. Chốt trên mã A196 45k, lên trên mã A196 nhá. A196 45k kèm mã kèm số cho em ạ. Lên trên mã A196, chốt trên mã A196.
Rồi lên cho em A 196 vô công an không anh. 296 vô công an không anh. Rồi em lên cho chị một con dập ly này. 196 chị vô công an không anh này. Rồi con này free size cho em nào. 50kg đổ lên là mặc vừa cho em nhé các cháu. Free size 50kg đổ lên mặc vừa cho em nào. Free size 50kg đổ lên mặc vừa cho em nào. Lấy có mặt chốt cho em A 7935K. Nó được 45K. Lên cho em A 79 cho em nào. Cho chị em A79 free size 50kg đổ lên là mặc vừa. Lên cho em A79 thêm nào. Cho chị em A79 free size. Cho chị em A79 đấy. Free size lên cho em A79 nhá. Free size cho chị em A79 thêm nào. Free size lên cho em A79 kèm mã kèm số thêm nào. Cho chị em A79 free size lên cho em A79 kèm mã kèm số thêm nào. Rồi lên cho chị một con trắng nào. Rồi lên cho chị một con quần ống rộng trắng thêm nào. Một con quần ống rộng trắng ba đẹp luôn cho em nha mày chế qua. Rồi con này lên trên mặt trắng cho em nào. Cho trên mặt trắng nhá. Con này dành cho chị chỉ nào có tầm E70-75 mặc vừa cho em nào. E70-75 mặc vừa. E70-75 mặc vừa lên trên mặt trắng con này cho em nào. E70-75 mặc vừa. Lên trên mặt trắng E70-75 mặc vừa trắng cho em nhá. Cho trên mặt trắng. Rồi lên trên mấy chị một con quần ống rộng cho em mấy chị ha. Con này 45-50kg bắt đầu là 10 cho em nha. 45-50kg bắt đầu là 10 cho em hả. Rồi lên trên mã A48 cho em nha chị. Lên trên mã A48 hả. A48 cho em nha chị. A48 45k cho em nè ha. A48 lên số điện thoại giùm em luôn ha. A48 45k cho em ha. Rồi chấm mai lên cho em nào mày chị yêu ơi. Rồi con này dành cho chị nào có tầm từ 45-50kg mắc vừa cho em nào. 45-50kg mắc vừa. 45-50kg mắc vừa. 45-50kg mắc vừa lên cho em A04. 45-50kg mắc vừa lên cho em A04 này. 45-50kg mắc vừa lên cho em A04. 45-50kg mắc vừa lên cho em A04. Cho cho em A04 này. A04 kèm mã kèm số cho em nha. Cho cho em A04. Rồi lên cho chị một con quần ống rộng này các chị này. Eo của chị nào có tầm 80-85 mặc vừa cho em nào. Eo 80-85 mặc vừa. Cho eo 80-85 mặc vừa cho em nha mấy chị ha. Eo 80-85 mặc vừa. Eo 80-85 mặc vừa cho em nào. Eo 80-85 mặc vừa cho em nào. Lên trên mã xám. Eo 80-85 mặc vừa. Lên trên mã xám cho. Eo 80-85 mặc vừa. Eo 80-85 mặc vừa cho em nào. Cho trên mã xám. Eo 80-85 mặc vừa. Lên trên mã xám kèm lô số cho em nào. Eo 80-85 mặc vừa xám cho em nha. Cho trên mã xám. Rồi lên cho mấy chị một con xinh đẹp này cho em luôn nè mấy chị. Con này ba mớ cho em luôn mấy chị ha. Con này ba mớ mình biết sợ chưa. Rồi con này siêu mới cho em luôn nha mấy chị. Con này eo 6873 mang vừa cho em mấy chị ha. Eo 6873 mang vừa cho em là dạng quần lê cho em nha mấy chị ha. Dạng quần lê cho em ha. Rồi lên cho em mã mới nha mấy chị. Mã mới 45k cho em nè ha. Eo 6873 mang vừa cho em ha. Lên cho em mã mới ha. Vải này vải dày nha mấy chị, lên cho em mã mới ha. Mới 45k cho em nè, mới. Rồi lên cho chị một con siêu phẩm đây. Rất là đẹp luôn cho em con này nha. Đẹp nhắn phần eo. Rồi con này chị nào tầm 50-55kg mắc vừa cho em nè. 50-55kg mắc vừa. 50-55kg mắc vừa lên cho em A593. 50-55kg mắc vừa. Rồi 50-55kg mắc vừa lên cho em A593. 50-55kg mắc vừa nha. 50-55kg mắc vừa. Lên cho em A593 kèm mã kèm số cho em nào. 50-55kg mắc vừa. 50-55kg mắc vừa A593. 50-55kg mắc vừa lên cho em A593. Cho cho em A593. A593 và kèm luôn số cho em nha mọi người. Cho cho em A593 này. Lên cho em A593 kèm mã kèm số cho em ạ. Sàm đỗ hàng chốt đủ đơn cho em nha. Sàm đỗ hàng chốt thêm một con cho em đủ đơn nè. Rồi lên cho chị đây. Rồi lên cho chị con này size nhỏ mặc vừa cho em nè. Dành cho chị nào cỡ tầm từ 40-45kg mặc vừa cho em nè. Rồi 40-45kg mặc vừa A227 cho em nè. 40-45kg mặc vừa A227 cho em ạ. 593 phiên đá nhỏ chốt đủ đơn cho em nè. 40-45kg mắc vừa cho em nha mọi người. 40-45kg mắc vừa, 48kg mắc vừa A227 cho em nè. Chốt cho em A227. Em lên 3 con, chị lên 3 con nha. Rồi lên cho mấy chị một con giảm bắt ghi đẹp cho em mấy chị ha. Con này lưng thun cho em nha mấy chị, lưng thun cho em nè ha. Rồi con này 45-50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị ha. 45-50kg bắt đầu là vừa cho em nè. Rồi ai lấy con này lên cho em A95 nha mấy chị ha. A95 cho em ha. A95 45k cho em nha. A95 45k
45 tới 50 kg quay đầu là vừa ha, lên cho em mã 95. Rồi mấy chị mới chị một con ha. Con đen này mấy chị ha, lên tiếp cho mấy chị một con đen nè. Rồi chấm bài lên cho em mấy chị ha, chấm bài lên cho em với. Rồi con này dạng lưng thun cho em nha mấy chị, dạng lưng thun cho em nè. Con này size
cho em nè ha, con yếm này dạng thử size cho em nha mấy chị. 60 kg bắt đầu là vừa cho em nè ha, 60 kg bắt đầu là vừa, dạng thử size cho em nha. Rồi lên cho em mã yếm nha mấy chị, lên cho em mã yếm ha, yếm 45k cho em nè, yếm 45k cho em nè ha. Rồi, con này dành cho chị nào cỡ tầm eo 70-75 mặc vừa. Eo 70-75 mặc vừa lên cho em A76, eo 70-75 mặc vừa. Eo 70-75 mặc vừa lên cho em A76 cho em. Eo 70-75 mặc vừa. Rồi eo 70-75 mặc vừa lên cho em A76. Eo 70-75 mặc vừa, chốt cho em A76 cho em nào. Lên cho em A76 nhá. Lên cho em A76, eo 70-75 mặc vừa, lên cho em A76 cho em nào. Chốt cho em A76 và kèm theo số cho em nhá các chị ơi. Lên cho em A76. Rồi em lên cho chị một con quần tím nè các chị ơi. Lên cho chị một con quần tím này. Quần tím này là size to mặc vừa cho em nha mọi người. Con này size to mặc vừa. Quần tím này size to mặc vừa cho em nè. Dành cho eo của chị nào cỡ tầm 70-78 mặc vừa lên trên mạng tím cho em nào. Eo 70-78 mặc vừa. Eo 70-78 mặc vừa. Eo 70-78 mặc vừa. Chị nào lấy comment chốt trên mạng tím này. Lên trên mạng tím. Chốt trên mạng tím này. Từ. Lên trên mạng tím. Eo 70-78 mặc vừa. Lên trên mạng tím. Con này cho em nào. Chốt trên mạng tím nhá. Tím và kém một số trên mạng eo 70-78 mặc vừa. Tím cái trời. Tranh thủ chốt đi các chị này. Lên trên mạng tím. 45k một chiếc này. Tranh thủ chốt trên nào. Rồi em lên cho chị một con đẹp nha các chị ơi. Lên cho chị một con đẹp ha. Rồi eo của chị nào cỡ tầm 70-75 mặc vừa. Eo 70-75 mặc vừa lên cho em A92. Rồi con này eo 70-78 mặc vừa nha mọi người. Chốt cho em A92 lên cho em A92. Chốt cho em A92 nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con sám size to cho em nha mấy chị. Con này eo 75-80 mang vừa cho em này ha. Eo 75-80 mang vừa cho em nha. Chị Thủy quần ống suông cho em này ha. Chị Thủy. Rồi ai lấy con này là comment cho em là A416 cho em nha mấy chị ha. A416 cho em nè. A416 45k cho em ha. A416 45k cho em nè. Lên cho em mã A416 cho em số điện thoại cho em mấy chị ha. 45k cho em nè. 45k hả? 45k cho em nè ha. Nằm chết mẹ đi được. Up à? Up hả? Up hả? Cho nó rạ hả? Rồi lên cho mấy chị một con dạng đây một cái quạt ba người mà hai đứa hai đứa này cho em nè mấy chị. Con này E6873 mang vừa cho em nè mấy chị. E6873 mang vừa cho em nè hả. Rồi ai lấy con này lên cho em mà. Ai lấy con này lên cho em mà A240 cho em mấy chị hả. Lên cho em A240 hả. A240 cho em hả. A240 Nguyễn Thị Nhung từ nãy giờ chốt hàng không lên số. Tôi đi từ tối hôm qua giờ chị Thủy ạ. Cái em nằm kêu trời ơi nhìn tâm ngon quá. Làm em cái nổi da gà luôn á. Rồi lên cho mấy chị một con vừa một kem này mấy chị. Con này size to cho em mấy chị ha. Con này em 75 á. Đó đúng rồi. Rồi 50-55kg mặc vừa cho em nào. 50-55kg mặc vừa lên trên mạng sập. 50-55kg mặc vừa lên trên mạng sập. 50-55kg mặc vừa cho em nào. 50-55kg mặc vừa lên trên mạng sập. 50-55kg mặc vừa lên trên mạng sập. Lên trên mạng sập. Rồi lên trên mạng. Rồi lên cho mấy chị một con một kem nha mấy chị. Một con một kem cho em nha mấy chị. E6570 mang vừa cho em ha. E6570 mang vừa cho em nha mấy chị. Ai lấy con này comment cho em mà A586 cho em ha. A586 cho em mấy chị ha. Ở dưới like của rất là đắt đắt cho em nè mấy chị ha. Tu tu cho em nè. Rồi ai lấy con này lên cho em mà A586. A586 45k mấy chị ha. Lên cho em mà A586. Dành cho chị nào cỡ tầm từ 45-50kg mắc vừa nè. 45-50kg mắc vừa cho em nha mọi người. 45-50kg mắc vừa. Rồi 45-50kg mắc vừa. Cái này nó bị lỗi ngay đây nhé chị ơi. Cái này nó bị lỗi ngay đây này. Tạo luôn cái chị yêu nha. Tạo luôn cho chị này. Chị nào mà ở nhà mà có cái viên cái gì ta. Cái nút mà nút quần á. Nút quần to cái chị tạo ở đây này. Để cho nó che được cái khuyết điểm ở đây nha của mình ha. Đây che mặt tạo lên trên mặt.
lên trên mạng tặng 45-53 ký mặc đồ, lên trên mạng tặng, lên trên mạng tặng, nó trên mạng tặng và kèm luôn số trên mặt, lên trên mạng tặng nhá. Rồi lên cho chị một con quần lưng cao trên này, lên cho chị một con quần lưng cao trên này, cái mày lên trên nào. Rồi eo 70-75 mặc vừa, tặng trên mặt nhỏ. Eo 70-75 mặc vừa, eo 70-75 mặc vừa lên trên mặt lưng cao, eo 70-75 mặc vừa lên trên mặt lưng cao. Bảo chia giường, chia chia nệm là phải rồi. Ít bữa nữa cái cho chị Tâm mà lỡ cái đau một tuần bé chị cũng nổi luôn. Lên cho mấy chị một con trắng, mấy chị ơi, một con trắng nha mấy chị. Eo 65-70 mang vừa cho em ha. Eo eo nhỏ. Eo 65-70 mang vừa cho em nha chị. Con này bao đẹp cho em luôn nè mấy chị ha. Con này bao mưa bao đẹp cho em luôn nè, lên cho em mã A35 nha mấy chị ha. A35 45k cho em này, lên cho em mã A35. A35 45k cho em nè ha. A35 45k được số điện thoại cho em. Rồi. Lên cho chị một con lưng cao nè các chị này, lên cho chị. Ờ quên. Chị đúng rồi, chị đúng rồi. Rồi lấy cho mấy chị một con đen này mấy chị, một con đen ống lai cho em nè mấy chị ha, một con đen ống lai cho em nha mấy chị. Rồi con này dành cho chị nè, eo eo 65-70 mang vừa cho em nè ha. Con này dành cho chị là eo 65-70 mang vừa cho em nè. Rồi ai lấy con này comment cho em là ai lấy con này comment cho em là A230 cho em mấy chị ha. A230 cho em nè. A230 45k cho em ha. A230 45k cho em nè ha. A230 kèm số điện thoại cho em mấy chị ha. A230 45k cho em nha mấy chị. A230 cho em nè hả. A230. Rồi lên cho mấy chị một con màu kem cho em nữa nè. Rồi con kem này size to cho em mấy chị hả. Con kem này size to cho em nè. Rồi con này, con này eo eo 75-80 mang vừa cho em nha mấy chị. Eo 75-80 mang vừa cho em nè hả. Rồi ai lấy con này cầm cho em là A87. Lên cho em mà A87 mấy chị hả. Lên cho em mà A87 45k hả. Lên cho em mà A87 A87 45k cho em. Phía sau lưng thun cho em nè ha. Rồi con này dành cho chị nào em.
em 6570 mang vừa cho em nè. Em 6570 mang vừa cho em nha chị. Phía hai bên của nó là viền viền trắng cho em nè ha. Rồi con này dạng ống suông cho em nha mấy chị. Lấy con này lên cho em mã A67 ha. Lên cho em mã A67 nha mấy chị. A67 45k ha. Lên cho em mã A67. A67 cộng số điện thoại cho em mấy chị. Lên cho em mã A67. Rồi mã kem này, mã kem chị Hồng Vân này. Chị Hồng Vân sáng chốt thêm cho em một con nữa nha. Mã kem Hồng Vân. Kem nào có mã. Rồi nay cho chị một con vải kaki cho em nè. Kem Hồng Vân này, cho đủ đơn cho em luôn nha chị Hồng Vân ơi. Kem Hồng Vân cho đủ đơn nè. Rồi đây cho chị đây. Đây cho chị một con ống loe nha. Lên cho chị một con ống loe đẹp này. Lên cho em hẳn loe con này cho em nè. Lên cho chị nào cỡ tầm 48-53kg mắc vừa. Cho 48-53kg mắc vừa. Lên cho em hẳn loe vải kaki cho em nè. 48-53kg mắc vừa cho em hẳn loe. Cho 48-53kg mắc vừa. Lên cho em hẳn loe. 48-53kg mắc vừa. Lên cho em hẳn loe. Lên cho em hẳn loe. Lên cho em hẳn loe. Cái bu số cho em hẳn cho em hẳn loe. 48-53kg mắc vừa. Cho 48-53kg mắc vừa. Lên cho em hẳn loe này. 48-53kg mắc vừa. Lên cho em hẳn loe. Loe kèm mã kèm số cho em hẳn cho em hẳn loe. Thế trời ơi. Rồi em lên một con trắng cho các chị nha. Em lên cho chị một con trắng. Rồi trắng này dành cho chị nào có tầm 48-53kg mắc vừa cho em nè. 48-53kg mắc vừa lên trên mã trắng nhá. Rồi 48-53kg mắc vừa lên trên mã trắng cho em nè. 48-53kg mắc vừa. 48-53kg mắc vừa chị nào lấy comment chốt trên mã trắng cho em nè. 48-53kg mắc vừa. Rồi 48-53kg mắc vừa. Chị nào lấy comment chốt trên mã trắng. Chị nào lấy comment chốt trên mã trắng và kèm số cho em nhá. Lên trên mã trắng ấy. Trắng kèm mã kèm số cho em à. Lên trên mã trắng. Chốt trên mã trắng đấy. Rồi lên cho chị một con caro này các chị này. Rồi lên cho chị một con caro này. Con này eo của chị là 80-85 mang vừa. Chốt trên mã caro. Eo 80-85 mặc vừa. Lên trên mã caro. Chốt trên mã caro kèm số này.